Ok, mọi người có nghe thấy em được không? Xin lỗi mọi người vì mạng trục trặc. Chào cả nhà nhá. Mọi người khỏe không? Chào Lê Hòa. À, chào anh Hân. Mọi người chờ chút để xử lý mấy cái. Ok mọi người. Mọi người có nghe được mình nói không? Nếu mà nghe được mọi người gõ một nhá. Chào Nghĩa nhá. Rồi ok. Trước khi bắt đầu thì chúng ta có muốn nhận quà tặng không? Đó là một buổi tư vấn tối ưu Facebook Ads cùng Hồ Ngọc Cường. Thì chúng ta chơi game đơn giản thôi. Ôi, nhiều người tặng vậy. Toàn tiền đâu không? Thì cái chủ đề chính của buổi livestream của chúng ta hôm nay á, đó là chúng ta sẽ livestream, đó là bạn Mai Hậu, mình thì cùng MC thôi, dạo này chỉ có làm MC thôi. Rồi ok. Còn chờ chút mình sẽ mời khách mời Mai Hậu nhá. Rồi. Chút luôn à. Rồi, mình sẽ gọi cho Mai Hậu bởi vì là cái hệ thống âm thanh bên Mai Hậu. Nó bị ấy. Rồi mọi người tranh thủ chơi trò chơi nào. Anh Nam số 23. Chúng ta có tầm khoảng 10 phút đi. Bây giờ là 21 giờ 20 rồi. 10 phút chúng ta chơi trò chơi nhá. Để gọi qua Hậu xem nào. Hôm nay thì Hậu rất là xinh đẹp rồi. Hậu tắt cái âm thanh. Em nói anh thử ngồi nghe coi được không nào. Có rồi ok. Mọi người có nghe được Mai Hậu nói không? Nếu mọi người nghe thì mọi người gõ phím 1 nhá. Anh Trung à? Ok, chào anh Nguyễn Tuấn. Rồi, chúng ta sẽ có một quà tặng là một buổi tư vấn tối ưu Facebook Ads với Hồ Ngọc Cường. Rồi, mọi người comment 07 đúng không? Mọi người comment, tranh thủ comment trong lúc Mai Hậu đang chuẩn bị thì chúng ta comment trò chơi nào. Nhớ chia sẻ nhé, hệ thống nó sẽ quét tự động nha mọi người nhé. Ở đây thì chúng ta mà không chơi nó sẽ quét tự động mọi người nhá. Rồi Quang Vân 22, ai nữa không? Chúng ta có 10 phút chúng ta chơi mini game tư vấn trực tiếp nhá. Mai Cường là 01, thắng là 99. Ok nào. Rồi mọi người còn ai nữa không? Ở đây mọi người có khó khăn gì về chốt đơn thì mọi người có thể đặt câu hỏi luôn và ngay trực tiếp trả lời. Còn sau chương trình thì chưa biết được bởi vì là thì nó cũng bận nhiều việc. Rồi. Hãy
Chủ đề của chúng ta buổi hôm nay đó là live stream tuyệt chiêu bán hàng qua điện thoại. Rồi, 26. Huế cần cảm ơn anh Huế Thanh. À, Hậu ơi, coi có cái gì như nó hơi bị ồn ồn á. Nó hơi rào rào á, được rồi. À, lớp Hà Nội thì phải cuối tuần này anh ạ, thì bọn em mới tổ chức cuối 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 tuần sau, thì tí thì cho mọi người lịch. À đúng rồi, chị của em bảo là có khó khăn là 28 tuổi mà chưa người yêu thầy ơi. À, ok, chúng ta tranh thủ chơi mini game nào. Chúng ta còn 3 phút nữa, 92. Mình sẽ tư vấn trực tiếp nhé. Thực cái này thì mọi người có cơ hội online hoặc là Hồ Chí Minh, Hà Nội đều được, bởi vì là qua tuần sau thì mình sẽ ở Hà Nội cái lớp Facebook cầm tay chỉ việc của Hà Nội rồi. Mọi người có câu hỏi gì cho khách mời không? Tranh thủ hỏi luôn. Tranh thủ hỏi khách mời nha. 89 à? Rồi. Cái này là tư vấn trực tiếp nha. Bình thường đi đi tư vấn là lấy tiền, hôm nay là tư vấn miễn phí. Khách hàng gì đấy? Khách hàng hỏi giá xong là chê mắt. À có một câu là khách hàng hỏi. Cái này thì tí nữa Mai Hậu sẽ chia sẻ mọi người cái chuyện xử lý từ chối. Hình như là cũng có sẽ có cái món là đắt rẻ đấy. À kết bạn anh Hưng à? Rồi em sẽ kết bạn với anh Hưng. Toàn 28 à? 69. Ôi và chi của em. Lăm. Mọi người nhớ chia sẻ livestream nha. À, chủ đề tuần sau của chúng ta đó là SEO fanpage bán hàng không chạy quảng cáo. Tức là làm sao để tối ưu cái fanpage á. À, ở đây có chị Quỳnh Bùi, đừng để mặt lão hóa theo thời gian. Mụn tàn nhang vết đẹp gì đây? Tư vấn miễn phí á. Em này da mặt là hơi bị đẹp luôn. Mặt dày quá nên là mụn nó không có được. Anh không cần nhớ inbox nhá. Ok. Còn tí nữa ai chơi chơi trò chơi thì kệ mọi người nhé. Chúng ta bắt đầu vì chúng ta không có nhiều thời gian cho lắm. Rồi chúng ta sẽ chào Mai Hậu chút nhỉ. Mọi người gõ hai Mai Hậu đi, mình để cho Mai Hậu full lên màn hình nhá. Mọi người gọi xin chào Mai Hậu nào. Cho Mai Hậu lên rồi. Có thấy Chờ anh chút. À, khách toàn màn hình. Ok, Mai Hậu xinh đẹp còn mình nhỏ xíu xíu xíu. Ok, Mai Hậu chào mọi người đi. xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Mai Hậu, hiện tại thì đang công tác tại công ty cổ phần Việt Quang và bên lĩnh vực là training cho các đại lý cũng như là nhân viên của công ty và chuyên về cái lĩnh vực gọi là training sale, đào tạo sale qua điện thoại. Thì rất là vui vì hôm nay nhờ anh Cương mà có cơ hội được giao lưu với mọi người. Thì hôm nay thì cũng giống như là thông báo của anh Cương ha, Mai Hậu chia sẻ một số cái kinh nghiệm Hậu có và đã trải qua trong thời gian làm việc cũng như là tích lũy của những cái anh chị đi trước. Và hôm nay thì các bạn có những câu hỏi gì thắc mắc về telesale hay là những cái vấn đề gì mà gặp khó khăn thì Mai Hậu có thể giải đáp cho các anh chị được một phần nào đó nhé. trong cái
Thông báo của anh Cương á, thì hôm nay Mai Hậu sẽ chia sẻ cho các nhà anh chị về 10 bước telesale và nghệ thuật xử lý sự từ chối chốt sale ha. Mọi người muốn nghe phần nào trước comment nào? Chúng ta sẽ có 3 phần trong buổi hôm nay. Khó nghe á, vậy thì bây giờ chắc Mai Hậu em gọi trên Zalo cho anh cũng được đi. Hoặc gọi qua đâu được nhỉ? Lẹt xoẹt á, lẹt xoẹt là mưa rơi đấy em ơi. cái chương trình hôm nay thì Mai Hậu sẽ chia sẻ cái thứ nhất này, đó là cái quy trình chốt đơn. Được chưa? Rồi. Cái thứ hai đó là nghệ thuật xử lý từ chối. Và cái thứ ba là gì Mai Hậu nhỉ? Cái bí mật gia tăng cảm xúc. Bí mật gia tăng cảm xúc. Ok, mọi người muốn nghe phần nào trước á thì mọi người hãy comment, chúng ta comment nhanh tay phần nào, bởi vì là cái thời gian nó cũng không có nhiều đâu. Chúng ta hãy comment là chúng ta muốn nghe cái phần nào. Chúng ta nhắc lại này, chúng ta có 3 phần này, là quy trình chốt đơn này, chúng ta có quy trình chốt đơn, chúng ta có là nghệ thuật xử lý từ chối, chúng ta có phần thứ ba là gia tăng cảm xúc. Rồi, mọi người muốn nghe phần nào nào? Bí mật gia tăng cảm xúc. Lần lượt rồi, cho thêm ý kiến nào, mọi người tương tác với nhau đi chứ. Bí mật gia tăng cảm xúc. Rồi, cái nào chọn nhiều chúng ta ưu tiên nói trước. Bên Mai Hậu em có thấy cái bình luận mọi người không? Chốt đơn, tất nhiên thì cũng có đang coi đây. Rồi, còn gì nữa không nào? Mọi người mà không comment là Mai Hậu giận đi ngủ, mình không biết gì mà nói đâu. Chốt đơn, chốt đơn đi em. Chốt đơn. Bí mật gia tăng cảm xúc. Rồi, tiếp tục mọi người muốn gì nữa nào? Hoặc là có cái chủ đề nào thú vị ngoài cái đó cũng được. Quy trình chốt đơn. Thế em nghĩ chứ bây giờ thì em đứng làm trọng tài đi, em nghĩ là bắt đầu chúng ta phải đi từ quy trình chốt đơn. Bởi vì em thấy nhiều người chốt đơn theo kiểu như là cứ gọi là hỏi giá bao nhiêu là đưa là chốt thôi. Đấy, nên là chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chuyện đầu tiên, đó là quy trình để chúng ta chốt đơn hàng. Quy trình để chúng ta gọi điện, ví dụ như là chào nói như thế nào, nghiên cứu cái gì. Được chưa? Ok, vậy là đầu tiên chúng ta sẽ nói về quy trình chốt đơn nhá. Rồi. Lần đầu thấy anh à? Thôi anh thì cái anh nhân vật phụ mà. Rồi mời Mai Hậu chúng ta sẽ trình bày cái phần là quy trình chốt đơn đúng không? Ok, hôm nay thì bây giờ thì Mai Hậu sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái quy trình chốt đơn trước ha. Không biết là các anh chị có nghe rõ chưa hay là như thế nào? Nghe rõ chưa? Có bị sẹt sẹt tìm nữa không ta? Hết rồi đấy, anh không thể nghe sẹt sẹt nữa. Dạ rồi. Thì chắc hẳn rằng là trong các anh chị ở đây á thì ai cũng có những cái người cũng đang kinh doanh và bán hàng online đúng không? Telesale đúng không? Và hôm nay thì Mai Hội chia sẻ cái 10 quy trình trong 10 bước trong cái quy trình telesale này á, thì Mai Hội cảm thấy là trong cái lĩnh vực telesale này thì có thể là theo cái quy trình này thì các anh chị có thể bán được tất cả các sản phẩm luôn, không chỉ riêng về cái sản phẩm mà đang bán về mỹ phẩm ha, mà tất cả các sản phẩm đều có thể bán được theo cái quy trình này. Và nếu như mà các anh chị có thêm một chút xíu về cái kiến thức về cái quy trình đường thẳng á, thì các anh chị áp dụng theo cái 10 cái bước này kết hợp với quy trình đường thẳng để mà nó không có bị đi xa quá trong cái cuộc sale đó, tức là khi trao đổi với khách hàng, nói chuyện với khách hàng không có bị đi xa quá, thì các anh chị sẽ chốt đơn rất là dễ và rất là thành công khi mà các anh chị nắm được cái này. Và thực sự là 10 bước này thì dù là những cái anh chị chưa sale bao giờ hay là các anh chị cho rằng mình không có khả năng sale, tại vì bản thân Mai Hậu khen rất là nhiều nhân viên và họ đều nghĩ như vậy. Nhưng sau khi học xong 10 cái bước telesale này thì họ sale rất là tốt, và khoảng tầm 3-4 ngày thì họ đã có thể
sale được sale những đơn hàng trị giá khoảng tầm 5-7 triệu là chuyện bình thường đó. Nên là cái vấn đề giá cả hay gì là không có quan trọng, chúng ta chỉ cần bổ sung cái kỹ năng telesale kết hợp với lại là marketing đúng đối tượng là chúng ta sẽ thành công ha. Thì ở cái 10 bước quy trình telesale này á, thì bước 1 đó là chào hỏi. Thì chúng ta phải thôi, khi mà kinh doanh hay là bán một cái sản phẩm gì đó thì việc đầu tiên mà chúng ta làm đó là chào khách hàng, đúng không ạ? Trong một cái cuộc gọi mà ví dụ như các anh chị gọi đến cho khách hàng mà các anh chị không chào hỏi người ta thì chúng ta sẽ không thể nào tiếp cận được họ. Và việc chào hỏi ở đây á, thì chúng ta cần phải chào hỏi sau đó để chúng ta giới thiệu được bản thân mình là ai, mình gọi từ đâu, để cho khách hàng biết được là mình từ đâu đến, mình xin phép họ được gọi. Đó là bước thứ nhất. Bước này hết sức đơn giản không? Rất là dễ, giống như Mai Hậu ở công ty Việt Nam thì Mai Hậu sẽ gọi điện cho khách hàng là đối tượng của Mai Hậu là nữ thì em chào chị, em là Mai Hậu, em gọi từ địa phận top 1 Hàn Quốc. Đó, thì vô tình chúng ta đã giới thiệu được chúng ta là ai và gọi từ đâu rồi. Đó là bước 1, rất là đơn giản. Cái bước thứ 2 đó là bước khai thác tình trạng, tức là tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng đó. Thì khi mà chúng ta bán hàng thì chúng ta phải hiểu được cái tình trạng của khách hàng là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là chúng ta phải biết được cái nhu cầu của họ. Khi mà chúng ta bán hàng mà chúng ta không biết được nhu cầu của họ thì chúng ta sẽ không bán được hàng đâu. Và cái việc mà chúng ta cần là phải khai thác được những cái vấn đề của họ và cái nhu cầu mà họ mong muốn. Thì ở đây á, để mà khai thác được những cái tình trạng của họ và tìm hiểu nhu cầu á, thì telesale là một cái người mà luôn luôn phải là linh động ở trong cái cuộc sale của mình này. Thì chúng ta luôn luôn phải là chiếm cái thế chủ động ha. Và cái việc chiếm thế chủ động thì chúng ta cần đưa ra những cái câu hỏi. Và ngay ở cái phần khai thác tình trạng hay là tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng thì chúng ta cần phải đưa ra những cái câu hỏi. Ví dụ như là chị không biết là tình trạng của chị như thế nào, da của chị ra sao chẳng hạn, hay là chị cần về vấn đề gì, phục vụ về cái sản phẩm gì đó, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái câu hỏi để khai thác được những cái nhu cầu và những cái tình trạng của khách hàng đưa ra. Thì hôm nay Mai Hội chia sẻ sơ 10 bước thôi, tại vì nếu như mà nói nhất thì sẽ không nói hết được qua ở trên livestream này. Mà sau cái livestream thì Mai Hội có làm những cái video đó, thì không biết là anh Cường có chia sẻ với anh Cường có chia sẻ với các anh chị chưa, chúng ta sẽ có những cái video hoặc là chúng ta sẽ có một cái buổi để đào tạo miễn phí đó. Thì nếu như mà các anh chị muốn học chuyên sâu thì có thể là sẽ đào tạo một cái buổi miễn phí cho các anh chị ha. Còn bây giờ thì nói sơ sơ để cho các anh chị có thể hiểu thôi. Đó là bước thứ hai là khai thác tình trạng và tìm hiểu nhu cầu bằng nhiều câu hỏi đó để khai thác. Và bước thứ ba đó là tóm tắt lại những cái vấn đề, những cái tình trạng của khách hàng đó, những cái nhu cầu của khách hàng để đáp ứng được nhu cầu đó và đưa ra cái sản phẩm phù hợp để giúp cho khách hàng hiện vấn đề của họ cũng như là cái nhu cầu của họ. Thì chúng ta sẽ trong cái quá trình mà khai thác tình trạng đó, tìm hiểu về nhu cầu thì chúng ta đã biết là bạn có nhu cầu về cái vấn đề gì và muốn làm cái gì, thì ở cái bước chúng ta sẽ đưa ra những cái để mà đáp ứng được những cái vấn đề đó của khách hàng. Ở cái bước tư đó là chúng ta sẽ tư vấn về sản phẩm. Sau khi chúng ta đã lựa chọn cho khách hàng được ha, về những cái sản phẩm để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng rồi, thì việc của chúng ta là tư vấn về sản phẩm ở cái bước thứ tư. Và ở cái bước tư vấn về sản phẩm này á, thì các chị chú ý một điều đó là phải cần ngắn gọn một số tích thôi, không có là lan man hay là chúng ta sẽ đi xa quá chẳng hạn ha. Về cái sản phẩm thì chúng ta sẽ nắm những cái ý chính, những cái công dụng chính, những cái ý chính mà đánh vào những cái vấn đề mà khách hàng gặp phải hay là những cái mà giải quyết được nhu cầu của khách hàng. Tại vì khách hàng mua hàng khi và chỉ khi
những cái sản phẩm của chúng ta giải quyết được những cái vấn đề của họ, đúng không ạ? Và ở cái phần mà tư vấn về sản phẩm này thì chúng ta cần ngắn gọn xúc tích và chúng ta đưa đầy đủ ý cho khách hàng ha. Thì đó là bước thứ tư. Ở cái bước thứ năm thì ví dụ như là công ty của các anh chị có những cái sản phẩm gì mà chúng ta có những cái cam kết gì thì chúng ta sẽ đưa ra, đó là những cái cam kết hay là những cái việc mà mình sẽ giúp cho khách hàng đáp ứng được cho họ, giải quyết được cho họ và có những cái cam kết để cho khách hàng cảm thấy tin tưởng mình tuyệt đối. Tại vì bán hàng mà telesale rất là khó, nó không phải là trực tiếp giống như là mình bán một cái sản phẩm gì đó trực tiếp, thì nó sẽ được tiếp xúc với khách hàng thì rất là dễ, nhưng mà qua cái giọng điệu đó thì ở khi mà ở một cái cuộc gọi thì khách hàng sẽ cảm thấy là họ có sự đề phòng đó, và họ có gì đó gọi là xa với chúng ta, nên là việc mà chúng ta làm để mà tiếp xúc lại gần với họ và đưa ra những cái cam kết để cho họ cảm thấy tin tưởng. Sau khi mà chúng ta đưa ra được này, bước một này, chào hỏi, bước hai khai thác tình trạng, tìm hiểu về nhu cầu, bước thứ ba đó là tóm tắt tình trạng, đưa ra điều chỉnh và đáp ứng những cái nhu cầu của khách hàng đó, bước thứ tư chúng ta sẽ tư vấn về sản phẩm ha, bước thứ năm là cam kết, bước thứ sáu chúng ta sẽ báo giá. Tại vì khi mà chúng ta không làm được từ bước thứ 1 đến bước thứ 5 đó, thì cái bước báo giá nó sẽ khi mà khách hàng ví dụ như vào, mai họ hay gặp những cái trường hợp như thế này, đó là khách hàng vào nhu cầu của họ là gì, họ chỉ hỏi giá thôi, họ xem một cái bài quảng cáo và họ chỉ hỏi giá thôi, thì họ sẽ giá bao nhiêu, giá bao nhiêu em, nghe cái lời mà mình chào hỏi thôi thì giá đã là bao nhiêu rồi đó, người ta cũng chỉ được cái này. Thành ra nếu như mà mình chưa đưa ra được những cái bước 1, bước 2, bước 3 đến bước 5 mà mình đã báo giá rồi thì coi như cái cuộc sale đó nó sẽ bị fail, nó sẽ không thành công nhé. Nên là mình phải làm sao đó luồn lách để mà đưa khách hàng được qua từng cái bước. Tại vì telesale á là mình luôn luôn là mình kiếm cái chủ động và dẫn dắt hàng đi qua từng cái bước của mình, và làm sao để dẫn được họ qua từng cái bước đó ha. Đó là một cái nghệ thuật mà dẫn dắt khách hàng đi qua từ ngôn ngữ đến giọng nói cho tới cách xử lý những cái trường hợp đó xảy ra, thì mình sẽ đưa khách hàng đi từng bước để đến cái bước báo giá, là cái bước phải là bước cuối cùng. Bước cuối cùng, tại vì nếu các bạn báo giá trước khi cam kết hay là trước khi tư vấn về sản phẩm, người ta sẽ không hiểu gì về cái nội dung của sản phẩm hay chất lượng sản phẩm hay là cái tình trạng của họ như thế nào để mà tư vấn cả. Không có cam kết người ta không có tin, nên là buộc cái báo giá phải là cái bước cuối cùng nhé. Báo giá thì mình báo sao cho người ta cảm thấy rẻ là được. Ví dụ như đơn hàng này chỉ có 5 triệu thôi à, đúng không? 5 triệu thôi, hay là so với lại là cái đơn hàng của chị là 5 triệu luôn thì nó sẽ khác. Nên là cái giọng điệu của mình nó sẽ quyết định cái vấn đề là giá nó có rẻ hay là đắt. Vì chỉ có 5 triệu thôi thì nó sẽ rẻ hơn là 5 triệu luôn. Nên là khi mà chốt sale á, báo giá, cái giọng điệu của các bạn nó cần phải là gọi là tỉnh ha. Mình chốt sale mình báo giá một cách tỉnh lên. Tới đó thường thường những cái nhân viên của Mai Hậu á, hay cái là tới cái đoạn báo giá thì lại bắt đầu hồi hộp và sợ không dám báo, thì như vậy người ta sẽ cảm thấy là ngay cả bản thân của mình đã bị fail rồi thì làm sao mà chốt được khách hàng, đúng không? Nên là khi mà các bạn báo giá thì cần phải tự nhiên lên, đừng có ngần ngại cái điều gì hết đó. Tại vì cái đối tượng mà mình target đó là những cái đối tượng có tiền rồi, hay là những cái đối tượng đã mà sàng lọc rồi, thì mình cứ tự tin mà mình báo giá thôi ha. Nhưng mà ở cái phần báo giá thì các anh chị nên kết hợp với lại là thêm một chút về cái chất lượng sản phẩm và hướng đến cho khách hàng những cái đẹp ha. Mình nên hướng đến ví dụ như báo giá về cái sản phẩm chị Nám chẳng hạn, thì
cái sản phẩm chị nám của bên em chỉ có 2,2 triệu thôi, nhưng mà sẽ làm cho da của chị đẹp lên và nó sẽ cải thiện làn da. Chị cho em thời gian khoảng tầm 2-3 tháng thôi, em sẽ làm cho chị đẹp lên, thì hướng tới cho khách hàng những cái điều tươi đẹp thì họ sẽ cảm thấy là an tâm hơn đó. Đừng có báo giá trống không, tại vì báo giá trống không người ta sẽ cảm thấy nó rất là trống, và thực ra mình nên có những cái tụi chị cứu vớt ở phía sau. Sau khi báo giá xong đó thì mình sẽ qua tới bước thứ bảy. Ví dụ như là qua bước thứ bảy, qua bước thứ bảy là cái bước chốt sale. Sau khi báo giá xong thì mình ngay lập tức mình phải chốt sale nha. Ngay lập tức mình phải chốt sale, tại vì nếu như mà báo giá xong mà mình không chốt sale liền đó thì khách hàng sẽ không nghe mình nữa đâu. Có nhiều người người ta sẽ lắng nghe tí, nhưng mà từ cái công đoạn báo giá đến cái bước chốt sale thì các bạn phải nhanh lên, và các bạn luôn luôn là người chiếm thế chủ động nhé, luôn luôn là người chủ động. Nhớ đấy, là báo giá xong giá chỉ có như thế này thôi, chốt sale đến khi mình báo giá là mình đã cảm thấy run rồi đúng không? Có nhiều người, ngay cả bản thân Mai Hậu cũng vậy thôi, những cái ngày đầu mà sale đó, đến cái bước báo giá đó Mai Hậu rất là sợ và không thể chiến thắng nổi bản thân mình. Trong một thời gian tập luyện thì Mai Hậu mới chiến thắng được bản thân mình và học cách chốt sale một cách tỉnh táo, tỉnh lên đó. Và sau khi báo giá xong thì chúng ta sẽ bước 7 là chốt sale đấy. Chốt sale ở đây đó, các anh chị nên chốt một cách tỉnh táo không? Bằng những cái câu hỏi, bằng những cái câu hỏi ví dụ như là thì chị ở đâu, chị ở khu vực nào, em sẽ gửi hàng cho chị. Sau khi báo giá xong thì chúng ta phải linh động lên nhé. Hãy luôn nhớ là nếu như không có phần chốt sale á thì sẽ không có bất kỳ cái kết quả nào, tại vì á toàn bộ những cái phần trước đây bạn làm từ trước tới giờ luôn mà không có phần chốt sale thì coi như là vô nghĩa. Và những cái người, có một số người á là rất là thích bán hàng nhưng họ lại rất cần chốt sale, bởi vì đó đã đến cái bước chốt sale là họ sẽ thất bại. Tại vì khi mà họ sale rất là nhiều rồi thì họ thất bại rất là nhiều rồi, và tự nhiên trong người ta đã có một cái sự gọi là ám ảnh và cái nỗi sợ nó dâng lên, đến khi mà chúng ta từ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, 5, bước 6 chúng ta làm rất là tốt, đến bước thứ 7 là bước chốt sale thì chúng ta lại rất là sợ hãi, và từ cái sự sợ hãi đó sẽ ngăn cản họ hành động. Nên ở cái việc mà chốt sale đó là chúng ta sẽ có một cái cơ hội phục vụ cho khách hàng, và để được làm bạn với khách hàng, để có được lợi nhuận thì cái bước chốt sale này chúng ta phải làm, chúng ta phải làm và chúng ta phải tự tin lên ha. Và chúng ta phải cài đặt vào trong tâm trí của khách hàng là khách hàng đã mua hàng rồi. Chúng ta phải tự cài đặt vào trong tâm trí của khách hàng cái điều là khách hàng đã mua hàng rồi. Chúng ta giả định là khách hàng mua hàng rồi, đặt ra những cái câu hỏi ví dụ như là anh chị ở đâu, bao lâu thì khi nào thì em có thể gửi hàng cho anh chị, gửi về địa chỉ nào, bằng anh chị thanh toán bằng hình thức gì, có cần thêm sản phẩm gì nữa không, rất là nhiều cái câu hỏi. Ngoài cái kỹ thuật chốt đơn sale giả định, ngoài cái kỹ thuật chốt sale giả định trên thì chúng ta còn kỹ thuật sale trực tiếp nữa. Đó là nếu anh chị đã sẵn sàng á thì em sẽ gửi hàng cho anh chị sử dụng nhanh, để mình còn đẹp, để mình còn cải thiện vấn đề của mình, để mình khắc phục cái nhu cầu của mình. Đó là cái chốt sale. Ở cái chốt sale thì các anh chị phải thật là bình tĩnh lên, lúc nào cũng phải tỉnh, và chốt như là khách hàng đã chốt rồi vậy đó. Thì tự nhiên mình sẽ gài cho khách hàng đó một cái thế, đó là khách hàng đã mua, và chúng ta sẽ chốt sale thành công. Có nhiều khách hàng người ta sẽ tự định hình trong đầu người ta là người ta mua rồi, người ta sẽ tự cho mình địa chỉ luôn chứ không cần phải xử lý từ chỗ thêm nữa. Tuy nhiên ở cái việc mà
ở cái bước thứ 4 đó là tư vấn về sản phẩm hay là khai thác về tình trạng hay là tóm tắt tình trạng da hay là những cái bước ở phía trên mà chúng ta chưa đưa được những cái thông tin cụ thể được cho khách hàng đó, thì khách hàng sẽ họ sẽ không tin tưởng ha, họ sẽ không tin tưởng và cái việc sẽ xảy ra đó là sự từ chối. Và khi mà khách hàng từ chối đó thì sau cái bước thứ thứ 7 đó là chốt sale, cái bước thứ 8 đó là xử lý từ chối, nó nằm chủ yếu ở hai cái khía cạnh, đó là giá và chất lượng sản phẩm thôi. Chất lượng sản phẩm thì lỗi mà chúng ta đưa đó là những cái ở cái bước ở phía trên chúng ta làm chưa có đủ, hoặc là khách hàng họ sẽ có những khách hàng họ sẽ chưa thực sự tin tưởng mặc dù chúng ta đưa đủ ý rồi, thì ở đây chúng ta cần phải xử lý sự từ chối nhé. Ở cái bước thứ 7, bước thứ 8 xử lý sự từ chối đó là giá và chất lượng, thì nó nằm ở cái việc là chúng ta sẽ xử lý giá và chất lượng thôi. Giá thì nó chúng ta sẽ so sánh với những cái sản phẩm khác mà khách hàng đang sử dụng ha. Chúng ta có rất là nhiều cách để xử lý, ví dụ như giá của sản phẩm này so với sản phẩm kia. Ngoài giá ra thì còn vấn đề gì nữa không? Em có thể giúp đỡ cho chị, em sẽ chọn ra cho chị những cái sản phẩm phù hợp. Năng ngân sách của anh chị là bao nhiêu? Thì mình sẽ chọn cho người ta những sản phẩm phù hợp thôi. Ở cái giá và chất lượng đó thì chúng ta sẽ quay lại những cái bước thứ 5 đó là cam kết. Chúng ta sẽ một lần nữa đưa những cái cam kết của chúng ta vào ha. Chúng ta sẽ một lần nữa đưa những cái cam kết của chúng ta vào và chúng ta sẽ xử lý những cái vấn đề đó bằng cái cam kết này, bằng những cái giả định này, hướng tới cho khách hàng những cái điều tươi đẹp và so sánh những cái sản phẩm của chúng ta với những cái sản phẩm khác mà những cái sản phẩm khác không giúp được họ cải thiện vấn đề của họ này, hay là những cái biện pháp khác mà người khác sử dụng thông dụng nhưng mà không làm cho họ cải thiện những cái vấn đề của họ, thì chúng ta sẽ so sánh những vấn đề đó. Và đặc biệt nhé, khi mà chúng ta tư vấn, chúng ta đừng đè nặng đến những cái vấn đề từ chối của khách hàng mà trở nên những cái điều tiêu cực. Tại vì khi mà chúng ta tư vấn về những cái vấn đề của khách hàng dẫn đến những cái tiêu cực thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn, và người ta sẽ tự tự tạo ra một cái rào cản ở trong suy nghĩ của người ta. Thành ra khi mà tư vấn cho khách hàng thì các bạn nên nên là hướng đến khách hàng những cái điều tươi đẹp, làm cho khách hàng cảm thấy hứng thú đến cái sản phẩm của mình, đến với cái nhu cầu của họ, đến với những cái vấn đề của họ và họ mong muốn để có thể cải thiện được cái vấn đề của họ, thì chúng ta sẽ thành công. Và đến lúc đó thì họ sẽ tự động chốt sale chứ không cần chúng ta phải chốt sale nữa ha. Đó là cái bước thứ 8 xử lý từ chối ha. Đó là giá và chất lượng. Còn bước thứ 9 đó là chốt sale lại. Khi mà chúng ta xử lý từ chối xong rồi đó, ở bước thứ 8 thì chúng ta sẽ chốt sale lại một lần nữa nhé. Tại vì chúng ta không thể bỏ khách đi, tại vì khi mà chúng ta chạy quảng cáo tốn rất là nhiều tiền, data đưa về rất là nhiều tiền và chúng ta phải trả rất là nhiều, nên là chúng ta phải theo sát khách hàng đến cái cuối cùng đó, chốt sale lại. Có thể hỏi lại khách hàng là địa chỉ ở đâu đó, giả định thêm khách hàng đã mua một lần nữa, hoặc là chia sẻ những cái vấn đề của khách hàng. Chị đừng phân vân nữa, em sẽ giúp đỡ chị hướng đến khách hàng những cái điều tươi đẹp để mà chốt sale nhé. Đó là cái bước thứ 9, chốt sale lại. Khi mà chốt sale lại và không thành công nữa đó, thì chúng ta sẽ có bước thứ 10, đó là xử lý từ chối nếu có. Hiện tại thì chúng ta đang chạy quảng cáo bằng Facebook nè, và Zalo nè, và nhiều cái Google hay là nhiều nhiều cái khác không, thì khi mà chúng ta bị ở bước thứ 9 đó là chốt sale lại mà không thành công, thì chúng ta sẽ có bước thứ 10 đó là xử lý sự từ chối. Và ở đây thì nếu như mà chúng ta chăm sóc khách hàng qua Zalo, Facebook thì các anh chị cố gắng để xin được
Facebook và Zalo của khách hàng. Tại vì khi mà chúng ta kết bạn được trên Zalo và Facebook của khách hàng, cũng như là chúng ta đã có được một cái khách hàng tiềm năng, và chúng ta chỉ cần đăng bài hay là chăm sóc họ, hay là chat với họ, chúc họ một ngày tốt lành hay gì, thì hiển nhiên mặc định trong đầu họ nhất định sẽ nhớ đến mình, nhớ đến mình bán cái sản phẩm gì, và một ngày nào đó họ theo dõi mình thì họ sẽ mua nha. Nên là cái vấn đề dù trước dù sau, khi mà khách hàng đã để lại số điện thoại hay là data ở trên Facebook hay là Pay của chúng ta đó, thì cái khách hàng đó chúng ta không được rời bỏ và chúng ta chăm sóc họ, thì cái tỷ lệ mà họ quay sẽ khá là cao, để chúng ta chăm sóc họ thường xuyên. Thường thì Mai Hậu ví dụ như là có 10 data thì Mai Hậu sẽ chốt được khoảng 5, và 5 data còn lại thì sẽ chăm sóc. Và con số mà quay lại mua hàng đó, 5 khách hàng mà Mai Hậu chăm sóc đó, hầu như là họ sẽ mua hàng của mình. Tại vì á, khi mà mình chăm sóc nè, mình xây dựng một cái trang cá nhân thật là ổn định nè, thật là tin tưởng cho khách hàng, thì trước sau gì họ cũng mua của mình. Nên là khi mà chốt sale ở cái bước thứ 10 mà không thành công nữa, thì chúng ta cố gắng để mà add Facebook với họ và Zalo với họ. Đó là 10 bước để tele sale thành công. Thứ nhất là chào hỏi nè. Thứ hai là khai thác tình trạng, tìm hiểu nhu cầu. Thứ ba là tóm tắt lại tình trạng, đưa ra liệu trình và đáp ứng nhu cầu đó. Thứ tư là tư vấn về sản phẩm. Tư vấn này thì dọn xúc tích và đổi ý nhé. Cái bước thứ năm đó là cam kết. Cam kết. Bước thứ sáu đó là báo giá. Bước thứ bảy là chốt sale. Thứ tám là xử lý từ chối. Bước thứ chín đó là chốt sale lại. Và bước thứ 10 xử lý từ chối nếu có. Đó là 10 bước để làm sao thành công. Ở đây thì nếu như các anh chị mà có nhu cầu nữa thì có thể một hôm nào đó anh Tư sẽ tổ chức đó, thì chúng ta sẽ được học chuyên sâu hơn về 10 bước này. Tại vì 10 bước này nói ra cụ thể thì nó sẽ khá là dài đấy, để chỉ tường tận cho các anh chị từng cái sản phẩm mà các anh chị đang bán thì nó sẽ khá là dài. Nên là các anh chị có thể là có video của anh Tư gửi ha, hoặc là chúng ta sẽ có một buổi để trao đổi nha. 7, 9 nè. Ok mọi người, trong cái chỗ 10 cái quy trình chốt đơn này này, thì mọi người quan tâm nhất cái đoạn nào đi? Trong cái phần nào trong cái 10 cái, bởi vì có thể để chúng ta giải thích cho mọi người hơn một chút đó. Mọi người quan tâm trong cái 10 bước này thì mọi người đang sợ nhất cái bước nào? Bước mà mọi người đang sợ nhất á, mọi người comment thử cái bước mọi người sợ nhất. Hoặc là bước mọi người muốn tìm hiểu thêm đi. Số 5, báo giá. Báo giá. Rồi, ai muốn quan tâm bước số mấy nữa không nào? Để chúng ta tổng hợp lại, chúng ta giải đáp một lần luôn cho mọi người nào. Khách hàng hỏi giá nhiều. Anh Nam thì lại bước 2, bước 3. Giá nhiều. Anh cũng phân vân là có một cái cổ như thế này nhá. Nhiều cái khách hàng á, nó hỏi là anh ơi giá bao nhiêu, mà anh nói giá luôn á thì nó chạy mất. Mà có đối tượng thì kiểu như là mình cũng muốn câu giờ với nó, nhưng mà nó câu giờ nó chửi. Chửi đúng không? Thì bây giờ nó bảo tao hỏi giá rồi, xong mày cứ hỏi tao lòng vòng như vậy á. Thế là mình không có nói giá luôn á. Cái vấn đề thì không phải là cái câu của anh. Ở đây thì mọi người hỏi là bước 6, bước 7 này. Bước 2, bước 3 là nhiều. Khá là đây là bước 2. Bước 8 thì chúng ta tí chúng ta sẽ có nói riêng về cái xử lý từ chối rồi. Chúng ta sẽ hỏi bước khai thác à. Khai thác thông tin khách hàng à. Bước 2 nè. Bước 2 phải là khai thác thông tin khách hàng không? Dạ đúng rồi, bước 2 là khai thác thông tin khách hàng, tìm hiểu mình biết rồi. Đúng rồi, bởi vì là anh thấy nhiều người chốt đơn nhưng mà chốt ấy, tức là anh đứng cá nhân của anh là một người mua hàng nhá. Tức là anh thấy chốt mọi người chốt như một cái máy ấy.
vào cái rạp 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 chả mọi người chả quan tâm là cái khách hàng họ đang bị vấn đề gì, hay là họ cần gì, hay họ muốn gì, hay là nó như thế nào, vào cứ phập phập cứ giới thiệu sản phẩm thôi. Trong khi đó mình nhiều khi khách hàng họ cũng nói chung tôi cũng chả biết là dùng sản phẩm ông việc việc gì nữa cơ, họ kiểu như là mới hay hơi thấy hay thì họ hỏi vậy thôi. Đấy thì em có thể chia sẻ cái bước đó là gì nhỉ, cho hai làm sao để khai thác thông tin khách hàng tỉ tê với họ để cho họ nói chuyện với mình. Bởi vì là ở đây thì anh thấy là cái khi mà chốt đơn á thì cảm giác như là đang đang đánh đo với họ, tức là đánh nhau với họ á, chứ không phải là mình tâm sự như là một người bạn á. Đấy đúng ý em à, à xoan 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 chốt đơn đỏ đúng ý em à. Ok thì bây giờ Hậu có thể chia sẻ mọi người một chút về cái bước số 2, đó là làm sao để khai thác thông tin khách hàng, tức là làm sao mà nói chuyện cho họ mà họ họ có thể nghe em á, họ mà họ truyền tải thông tin cho em á. Bây giờ em sẽ chia sẻ về cái bước thứ hai nhé, đó là khai thác tình trạng, tìm hiểu về nhu cầu. Thì hồi nãy em cũng có nói đó, là ở cái bước thứ này mình càng đưa ra nhiều câu hỏi thì càng tốt nhé, mình càng đưa ra nhiều câu hỏi cho khách hàng thì càng tốt, và để làm sao mà mình hỏi được mà khách hàng cảm thấy vui. À đúng rồi, Đó, đấy. đó là một nghệ thuật. Tại vì khi mà mình chào hỏi xong đó, thì thực sự ở bên cái lĩnh vực của em là mỹ phẩm đi ha, em sẽ đưa ra ví dụ luôn cho mình hiểu rõ hơn. Ví dụ như là về cái sản phẩm của em thì em bán nám chẳng hạn, thì khi mà khách hàng để ở cái comment lại, khách hàng sẽ hỏi là giá bao nhiêu, giá bao nhiêu. Đúng rồi. Thì khi mà gọi điện á, mình vừa chào thôi, em chào chị, em là Mai Hậu, em gọi từ mỹ phẩm, bây giờ em tư vấn chị được không? Ừ, cái đó bao nhiêu vậy em, giá bao nhiêu vậy em, đúng không? Thì người ta sẽ hỏi tôi tới tấp về giá luôn. Và cái vấn đề ở đây mình sẽ đưa ra ở bên cái sản phẩm của em, thì em sẽ trả lời là chị ơi, thì với cái tình trạng của chị á, thì nó sẽ có cái tình trạng, với từng cái tình trạng thì sẽ có cái sản phẩm phù hợp. Chị có thể chia sẻ với em cái tình trạng của chị để em tư vấn cái sản phẩm phù hợp cho chị và giúp chị cải thiện vấn đề được không? Tại vì bây giờ em chưa biết gì hết nên là em không tư vấn được, tại vì em là sinh viên có tâm. Là ý là gọi là mình nêu nêu cao lợi ích của khách hàng lên đúng không? Mình nói hỏi họ, tức là mục đích là mình nói để họ là thấy là nếu như mà họ trả lời thì họ sẽ có lợi đúng không? Chúng Rồi ta sẽ đưa ok. những cái lợi ích của khách hàng lên Đấy, nè, đưa lợi ích và khách hàng lên đầu. chúng ta sẽ giống như là khi mà nghe người ta chia sẻ thì chúng ta sẽ có thể giúp được họ đó. Và cái vấn đề mình chỉ muốn giúp được họ thôi chứ không phải là mình muốn bán hàng. Tại vì á, Ok. tất cả mọi cái cuộc sale của em á, thì hầu như khách hàng ai cũng sẽ nói em là người bán hàng có tâm cả. Tại vì á, mình bán hàng không vì mục đích bán hàng, mình bán hàng như là đang giúp đỡ khách hàng, và mình bán hàng với một người tư vấn gọi là có tâm, mặc dù cái mục đích cuối cùng của mình là bán hàng, nhưng mà đừng có tập trung vào cái vấn đề bán hàng quá. Tại vì nếu tập trung vào cái vấn đề bán hàng quá thì các anh chị sẽ không bán được đâu, người ta sẽ tự vệ ha. Cũng Và cũng để làm sao đó người ta tháo bỏ ra cái lớp tự vệ đó, thì chúng ta sẽ tư vấn cho họ bằng tình cảm này, bằng ngôn ngữ của mình này, rồi chia sẻ cho người ta những cái câu chuyện, hay là những cái vấn đề, hay là những cái kinh nghiệm mà mình trải qua về cách chăm sóc da, hay là những cái vấn đề trong cái lĩnh vực của mình chia sẻ với họ, thì họ sẽ cảm thấy là người này chia sẻ với mình thật tình và họ cảm thấy tin tưởng. Và khách hàng mua hàng khi về chỉ khi họ tin tưởng vào thứ nhất là sản phẩm, thứ hai là người bán hàng. Nhưng thực sự là một cái sản phẩm mới đối với họ đó, thì họ sẽ chưa có tin tưởng vào cái sản phẩm đâu, tại vì họ sử dụng họ mới tin tưởng được. Nên là cái vấn đề của họ là phải tin tưởng vào cái người bán hàng. Nên là trong cái sale thì các bạn chú ý là bán hàng như không bán hàng á, bán hàng như là giúp đỡ họ và phục vụ cho họ để họ cải thiện những cái nhu cầu của họ, vấn đề của họ, chứ đừng có thiên về bán hàng Vậy để cái này có anh được. bổ sung, chắc anh phải bổ sung cái quy trình đầu tiên là bước số 0. Theo anh thì vậy, tức là mình phải có xác định tâm lý ở đây là mình mang lại giá trị cho khách hàng, chứ đừng Đúng. có nghĩ là cái đây là mình phải đi móc túi của họ, mình phải lấy tiền của họ. Không, ở đây thì mình nghĩ là mình cái đó, bởi vì mình thấy nhiều bạn sale á cái tâm lý tệ cực kỳ luôn á,
gọi đến thì đứa thì nó quá hùng hổ, đứa thì nó như một con mèo, nó gọi ron ra ron rén. Mình thoải mái đi, xác định thực chất là có chia sẻ kinh nghiệm một chút của mình, bản thân mình chốt đơn á, mình chốt như không chốt, tức là tôi nói cho ông bà thấy là tốt như vậy á, tôi bên tôi còn các ông đi chỗ khác thì không được như vậy, mà thích thì các ông cứ đi đấy thôi, là mình gọi là theo tình tình chạy, tình tình theo đó thôi, họ lại theo mình. Chứ còn nếu mà ở đây thì mình có lời khuyên cho mọi người là không níu kéo. Mình nói để họ cảm giác là ồ đúng, bây giờ mình phải chọn cường đúng không, để nó tốt thì họ sẽ chấp nhận thôi, chứ còn nếu mà mình cảm giác là bán hàng mà càng níu kéo thì càng sợ. Đấy. Đầu tiên là xác định tâm lý là chúng ta bán hàng là cho đi giá trị, và khách hàng là người cần chúng ta chứ chúng ta không phải là người cần khách hàng, đó là tuyên Đúng ngôn của bên mình đấy. không? Đúng. Nên là bây giờ các bạn có mời Cương làm quảng cáo không, đang bận lắm. Ok rồi, Hậu chia sẻ tiếp chỗ đấy. Xin chào chị Hằng. Nhìn thấy là khách hàng là người cần chúng ta chứ không phải là chúng ta cần khách hàng đâu. Thực sự nhiều khi mọi người thấy Mai Hậu sale giống như kiểu Mai Hậu chảnh vậy đó, nhưng mà thực sự là khách hàng cần đến mình và họ thấy rằng là mình chia sẻ đầy đủ và mình là người tư vấn có tâm, hay là mình để ý đến cái lợi ích của họ, đến những cái vấn đề của họ, nó sẽ khác hơn là mình sẽ để ý vào cái túi tiền của họ và họ sẽ mua của mình bao nhiêu. Nên là nhiều khi họ sẽ tự chốt đơn chứ không cần mình phải chốt nữa, nó rất là dễ. Ừ, đúng Nhưng rồi mà đúng rồi, anh thấy đó, mình càng chảnh ấy, nhưng mà chảnh vừa thôi, mình chảnh thì có nghệ thuật chứ đừng á chảnh. chẳng Đúng là có nghe thôi chứ đừng rồi, chặn quá, chặn quá là khách bỏ chạy hết nó cùng đấy. công nhận đúng á chuyện đấy, đó là mình cho đi giá trị và họ cảm giác là mình sẽ đưa là cái mình là sự lựa chọn tốt nhất, và họ tự tự họ chốt đơn ấy. Đấy là tự họ chốt đơn ấy. Dạ đúng rồi, tự hỏi chút đơn rồi cái vấn đề đó đã được giải đáp rồi ha, cái bước thứ hai ha. Rồi, bước thứ hai là bây giờ chúng ta nốt lại là chúng ta phải xác định tâm lý đúng không? Và chúng ta sẽ ưu tiên lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Đấy. Chứ còn nếu nếu không thì mình thấy tất cả, bởi vì là mình thấy tất cả kỹ thuật chốt đơn ấy, nhưng mà cái tâm lý mọi người nó không vững ấy, thì kỹ thuật bắt đầu ứng dụng bắt đầu là tè le tè lét hết. Nó không có đúng nữa. Rồi ok, là chúng ta đã có xong bước thứ hai đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có bước thứ sáu, bước thứ bảy là cái gì em nhỉ? Bước thứ sáu, bước thứ bảy đó là báo giá và chốt sale. Báo giá và chốt sale. Chốt sale thì tất nhiên rồi, còn báo giá ở đây mọi người cụ thể là mọi người muốn hỏi cách báo giá anh như thế nào, bởi vì cái đoạn báo giá này thực sự anh cũng không biết như thế nào. Anh thường thường là anh có một cái kiểu như thế này, tức là anh sẽ neo cái giá trị cao trước, sau đó anh sẽ nói cái giá trị thấp để trong đầu. Bởi vì anh luôn dặn là ví dụ bây giờ nhá, mà anh dặn mấy đứa là nếu mà nhưng mà bây giờ mình nói á là cái sản phẩm, ví dụ đi bây giờ mà mình bảo là cái bộ sản phẩm đó trị giá là 2,5 triệu á, thì khách hàng bảo ôi sao mà đắt thế, nhưng mà mình neo mình bảo là bây giờ chị phải mua 4 bộ là chục triệu thì bọn em mới bán, thì tự nhiên khách hàng nó phải buột miệng em mua 1 bộ được không ạ? À? Vậy là rồi ok, tự nhiên họ thấy ô 2,5 triệu so với cái 10,5 triệu kia thì nó thấy rẻ, hoặc là như vậy. Hoặc nhiều người anh thấy là nhiều đơn vị là họ kiểu như là họ giảm giá nhưng mà họ không không có nói á, tuy nhiên thì khách hàng không có biết, nên là giống như mấy bà đi chợ ở nhà nhiều khi là các bà thấy rồi ok là 55.000 chị nhá, rồi em lấy chị 54.000 này, bớt 1.000 này, rất là vui, nó nhiều các bạn mặc cả được như vậy đấy. Rồi, ok, mọi người hỏi gì về cái chỗ báo giá này không? Để Mai Hậu giải thích thêm về cái phần báo giá nào. Cách báo giá, chúng ta hỏi càng cụ thể càng tốt. Cho dù là kể cả là buổi hôm nay chúng ta chỉ nói xong về quy trình chốt đơn cũng được, nhưng mà mình muốn là để mọi người có một cái khung để mọi người chốt đơn. Ok, mọi người có câu hỏi nào không? Không có câu hỏi tắt điện đi ngủ này. Ok, nếu mà chúng ta không không có một câu hỏi nào ở cái quy trình chốt đơn này nữa
Thì chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai em nhỉ, xử lý từ chối ạ. Xử lý từ chối. Cái này là anh cũng ngại lắm, cái này nhiều khi là thật sự từ chối thì anh thôi cho đi luôn đi. Nhưng mà như vậy thì đã mất bao nhiêu tiền quảng cáo đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ tốn rất là nhiều tiền quảng cáo Rồi, đấy. ok. Vì trung bình á, hồi trước thì em chạy quảng cáo khoảng tầm mỗi ngày ít nhất á, cho một nhân viên đó là 1 triệu đồng, thì một tháng là mất 30 triệu tiền quảng cáo. Rồi. Hiện tại thì có cách để mà chạy quảng cáo nó tối ưu hơn. Hiện tại thì nhân viên chỉ có tốn 10 triệu đồng một một cái một tháng thôi. Tuy nhiên thì để làm sao mà tăng cái tỷ lệ cho nó cái margin của mình xuống và lợi nhuận của mình nó sẽ cao à, thì Rồi. nó nằm ở là chúng ta sẽ xử lý từ chối và đừng có phí Rồi. data Rồi, đó. ok. Ai muốn nghe xử lý từ chối thì comment có nào. Không thì thôi nào. Đi ngủ. Bây giờ cũng đã là 22 giờ 5 phút rồi. Mọi người có muốn nghe xử lý từ chối không? Bởi vì là hôm nay thì có nói chuyện Mai Hậu là xin Mai Hậu 1 giờ thôi để Mai Hậu nói chuyện thôi, nhưng Mai Hậu cũng không có nhiều thời gian. Thì mọi người muốn nghe mọi người comment có nhá. Hoặc là comment xử lý từ chối này để chúng ta tiếp tục chúng ta nghe. Mai Hậu chia sẻ, có động lực chia sẻ nhá. À, vô tâm có. Rồi, còn ai muốn nghe nữa không? Ở đây chúng ta đang live stream nên chúng ta tương tác với nhau. Rồi có, à cũng có nhiều người muốn nghe đấy. À có anh Khiêm Z luôn. Ôi giời em luôn. Ok. Đang nhiều người muốn nghe thì em cố gắng tí nữa em ơi. Chia sẻ em mọi người cái xử lý từ chối đi. Hiện tại em cũng thấy có một chị hỏi, có một chị tên là Hằng Đặng cho em hỏi một câu nhưng thấy chưa có hỏi. Ở đây mọi người hỏi luôn đi, đừng có à ơi ru con nữa, không có được đâu. Chúng ta hỏi, hãy đặt câu hỏi viết lên tên. Anh ơi chị ơi, xong đặt câu hỏi, đến câu hỏi của mọi người là nó trôi mất tích đi đâu rồi á. Chúng ta hãy viết câu hỏi rõ ràng luôn. Quang Nghiêm bảo nhà chị Hậu đẹp. À có nhà chị Hậu đẹp gái, mình đọc nhà chị Hậu đẹp. Bây giờ ok. chúng ta nói về nghệ thuật xử lý từ chối hả? Rồi, cái này mình thích này, xử lý từ chối này. Anh Cương có bao nhiêu lần bị từ chối? Anh suốt ngày bị từ chối. Đến bây giờ điểm hiện tại vẫn còn FA là bị từ chối nhiều quá đúng không? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nghệ thuật xử lý từ chối nhé. Ta sẽ đến phần nghệ thuật xử lý từ chối. Trước khi đi vào nghệ thuật xử lý từ chối thì em sẽ kể cho mọi người một câu chuyện của bản thân em luôn. Đó là cách đây khoảng tầm 2 năm á, thì em bắt đầu sale. Cách đây khoảng tầm 2 năm thì em mới bắt đầu sale thôi. Và khi mà em sale đó là em được nhận vào một cái công ty cũng là chuyên về mỹ phẩm, cũng là mỹ phẩm. Và khi mà được nhận vào thì em phải học về sản phẩm này, phải học về cách sale trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày đó thì em được phát một cái danh sách, gọi là danh sách trắng, anh biết data trắng cái gì, data Bữa trắng đó nghĩa có em chia sẻ cho anh, chứ anh cũng chả biết cái món này đâu. data trắng có nghĩa là cái data mà khách hàng để lại số điện thoại và đã được người khác gọi, tuy nhiên thì nó là rớt đơn À, đó, như gọi là anh data là đưa cái đó là anh bỏ việc luôn đấy, mà thôi tao không làm nữa, tao đi về đây. trắng. Và em được phát như vậy khoảng tầm 50 số điện thoại thôi. Thì khi mà em vào thì có rất là nhiều bạn cũng đi học cùng với em, và thực sự là học không không được giống như mình train đào tạo như bây giờ, mà là tự phát tài liệu, xong mình tự nghiên cứu, xong rồi tự phải là tự viết kịch bản, nó viết kịch bản thì mình phải viết kịch bản, mình không biết cái vấn đề gì cả. Thậm chí là khi mà viết kịch bản xong yêu cầu mình gửi mail qua để cho người ta đọc, người ta cũng không có đọc luôn. Và cái việc của mình đó là phải làm sao để mà gọi điện để chốt được đơn hàng trong 50 cái data trắng đó thì mình sẽ được nhận vào làm việc. Ồ vậy nè. Còn nếu như không đó, thì chúng ta sẽ không có cơ hội để vào làm đó đâu. Tại vì em thì lại lại
mong muốn để được làm cái công việc đó, tại vì mình nghĩ là mình sẽ làm chuyên viên tư vấn, mình rất là thích, tại vì nghe như thế rất là thích luôn, vì hay để những cái cô mà tư vấn trên tổng đài hay các thứ là mình lại thích cái như vậy rồi, mình rất là thích. Đây là gọi và ngay ngày đầu tiên được nhận điện thoại thì mỗi nhân viên sẽ được nhận một cái điện thoại để mà gọi cho khách hàng, và khi nhận được cái điện thoại thì bác rất là vui và cầm điện thoại lên bóc điện thoại và gọi ngay. Em phải giới thiệu xong là chào chị, em là Mai Hậu, em gọi từ nay là giờ mày là hả? ngay cuộc gọi đầu tiên là đừng có gọi cho tao nữa nha, trời ơi cái công ty này tiền ghê luôn, chửi cho chửi mà em chưa bao giờ được chửi như vậy, tại vì từ nhỏ đến lớn chưa bị người lạ chửi xối xả như thế này bao giờ, và qua một cái cuộc điện thoại mình lại bị chửi thì tự nhiên mặt bây giờ Mai Hậu không có đỏ mặt bao giờ, nhưng mà hôm đó cũng phải đỏ mặt vì bị chửi. Tại vì ngay cuộc gọi đầu tiên thôi mình đã bị chửi rồi, và cái tinh thần lúc đó là ô, rất là bất an, và cái cảm xúc thì mình không thể kiềm chế được, và tự nhiên nghe bị chửi xong để cái máy xuống mà không kịp tắt máy luôn, và để hiện tại đó thôi, đó là cuộc gọi đầu tiên. Nhưng mà còn tới 49 số nữa thì Mai Hậu tiếp tục gọi cuộc gọi thứ hai xem sao, tại vì cái tính của mình cũng cũng rất là liều ha, cũng rất là nghe ngứa, nên là gọi cuộc gọi thứ hai. Cuộc gọi thứ hai thì alo em chào chị, em là Mai Hậu. Thì cuộc gọi thứ hai là hiền hơn, người ta hiền hơn, là người ta chỉ có bấm tắt máy và người ta không nói một lời gì với mình đó, thì tự nhiên cảm thấy rất là hụt hẫng luôn. Và cứ như vậy đến cuộc gọi thứ 10, 11, 12 cũng như vậy, đều bị từ chối, đều bị chửi, và thậm chí là người ta chửi mình là con điên hay là khùng, mặc dù đó là cái cuộc gọi đầu tiên mà mình gọi đến cho họ, tại vì đó là đang đánh trắng và bị gọi rất là nhiều rồi đấy. À đúng rồi, nhiều khi anh cũng 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 như vậy ấy. Nhiều khi là thương thôi, bởi vì mình cũng bán hàng, mình cũng biết là nó gọi thì chờ nó nói xong hết đi rồi bảo thôi anh không có nhu cầu rồi anh tắt, nói gì nó cũng tắt, tội Đặt anh lịch sự đây. thì cũng thương. Còn em là em bị chửi xối xả, đó là người ta nghĩ mình là người gọi trước kia rồi, nhưng mà thực chất em gọi là mới đối với em, và thực sự rất là bị tổn thương luôn. Chưa giờ không bị ai chửi nhiều như thế, Có mà khóc mười mấy không? cuộc rồi mà chửi. Có khóc không em? Không chứ, À khóc à? không có chứ, là tâm trạng không thể nào mà kiềm chế cảm xúc được, thế là phải để điện thoại đó và khóc hu 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 hu, sau đó khóc rất là to, mọi người ở trong cái phòng sale thì khóc khá là to, xong rồi tự nhiên là mọi người kêu thôi em đi ra ngoài cho thoải mái đi, xong một tí nữa vào gọi tiếp. Thì đi xuống thì gặp cái chị gọi là trưởng phòng ở đó, thì mới khóc thì chị ấy hỏi sao vậy. Em buồn quá, tại vì em bị khách chửi nhiều quá, em mới gọi lần đầu tiên xong rồi người ta chửi em dữ vậy rồi nói ra hết, xong rồi thế là chị kêu ủa cái đó là chuyện bình thường của người sale mà em. Mình thì ủa bình thường hả chị, nhưng thực ra trong lòng rất là ấm ức nha, cái khỉ gì mà bình thường chứ hả, mình bị chửi mà tại sao lại bình thường được. À trong lòng cũng nói như thế đấy, nhưng mà sau khi ngồi nghĩ thì tại sao mình bỏ cái công việc là giáo viên của mình rồi, tức là em học giáo viên và em không đi theo, tại vì em ba mẹ rất là buồn vì cái vấn đề đó, thành ra là mình đã bỏ và mình đã bước đến cái con đường như thế này rồi, thì tại sao mình không làm, và nếu như mình thất bại thì mọi người trong gia đình sẽ nghĩ mình như thế nào đây, thì mới lau nước mắt và đi lên tiếp tục gọi điện. Bây giờ thì mình sẽ không thèm màng đến người ta chửi nữa. Và cái cuộc tiếp theo em cũng bị chửi. Bị chửi rất là nhiều luôn, và không cần khóc nữa, khi mà nghe người ta chửi thì xin lỗi rồi các thứ thôi, em sẽ không gọi cho chị nữa nếu như mà chị không thích, tại vì em mới gọi cho chị lần đầu thôi. Xong rồi á, đến cái cuộc thứ khoảng tầm ba mươi mấy rồi em vẫn không thể nói chuyện được với khách hàng. Ba mấy Tư luôn. vấn đúng rồi 50, em nhớ là
50 cái số điện thoại, mỗi mỗi nhân viên đều được phát cho 50 số. Và em gọi tới 30 mấy rồi. Tuyệt đối. Có những khách hàng thì người ta cũng chịu khó, người ta lắng nghe. Nhưng tư vấn thì lại rớt. Tại vì khi mà khách hàng lắng nghe như thế thì em rất là vui. Vui rồi đúng không? Vui rồi đấy. Vui rồi. Và chỉ cần người ta hỏi giá thôi, giá bao nhiêu vậy em? Dạ 800 ngàn. Là rút. Run quá thì khi người ta hỏi thì lúc đó là quên hết kịch bản, quên hết bài sale và cứ thế là báo giá thôi. Và chị không mua đâu. À và để từ chối. Và dạ chị không mua thì thôi. Chỉ có như vậy thôi và cúp máy. Tại vì đó là những cái cuộc gọi đầu tiên. Nhưng thứ 41, cuộc gọi thứ 41 thì bắt đầu là em gọi điện và được tư vấn cho cái chị đó. Và chị đó nói giá bao nhiêu thì em nói là dạ giá 800 ngàn đó chị. Cái cuộc xong rồi chị đó nói gửi cho chị một chai đi. Mà chị đừng mà bà cũng là báo giá như vậy. Và người ta nói gửi cho chị một chai đi. Tại hồi trước cũng có bạn tư vấn cho chị rồi. Chị cũng định mua nhưng mà chưa có lương. Bây giờ chị có lương rồi thì em gửi đi. Thì lúc đó trời ơi em nhảy cẩn lên và rất là vui, chạy lòng vòng khắp gọi là khắp công ty luôn để mà khoe luôn. Thì lúc đó là em là người chốt được đơn đầu tiên của tất cả các mới vào công ty để làm em đó và được nhận vào để thử việc thôi nha. Và lúc đó thì sau cái đơn đó thì em tiếp tục gọi và cũng tiếp tục bị từ chối, nhưng mà em cảm thấy rất là vui. Tại vì sau cái đơn mà mình chốt rồi đó thì dù bao nhiêu cái sự từ chối nữa nó vẫn là cái sự phấn khích. Và chỉ cần một đơn đó thôi là mình đã được nhận và làm rồi đó. Thì qua đó, qua cái câu chuyện mà em đang chia sẻ đó, thì em thấy rằng là khi mà chúng ta có nhiều sự từ chối thì chúng ta đừng có vội nản hay là buồn bực hay là khóc hay là nhiều thứ xung quanh giống như là em đã từng trải qua. Mà cái việc của chúng ta đó là bình tĩnh và giữ được cái phong độ để mà gọi cuộc gọi tiếp theo. Tại vì ở mỗi cái sự từ chối, sau cái sự từ chối đó là mỗi cái cơ hội đến với chúng ta. Và ở từng cái sự từ chối thì chúng ta sẽ rút ra được cái kinh nghiệm và chúng ta sẽ tiếp tục gọi cho đến khi nào chúng ta chốt đơn. À, việc của chúng ta từng làm là xưa thật là nhiều cái sự từ chối đó. Và kể từ đó thì nói chung là khi mà em gọi cho khách và khách từ chối thì em thường sưu tầm những cái sự từ chối của khách hàng. Ví dụ như là chồng không cho mua hay là chị gái không cho mua hay là chị sợ sản phẩm không phù hợp. Nên là tất cả những cái sự từ chối của khách hàng để em sẽ về nghiên cứu xem thấy vấn đề này mình sẽ xử lý như sao, sự từ chối này mình sẽ xử lý ra sao. Và sau đó thì sẽ tích lũy được khá là nhiều cái kinh nghiệm. Và người mà sưu tầm được càng nhiều cái sự từ chối đó, thì sẽ là một người bán hàng siêu đẳng về sau này. Cái này. Của chúng ta là không cần phải buồn phiền. Vậy là việc của chúng ta làm sao càng nhiều người từ chối càng tốt đúng không? Ở đây thì bản thân mình thì có chia sẻ kinh nghiệm thế này, tức là như là bản thân anh thì tức là bây giờ thì anh ít khi chốt, nhưng mà trước kia mà anh chốt á, kể cả anh làm bán hàng á, ngày xưa á, thì cũng khi mà chốt một cái cuộc thất bại á thì anh sẽ phải tự nhiên là trăn trở lại là tại sao mà cái lần này mình chốt nó không thành công. Khi nào có sự trăn trở như vậy để lần sau mình làm tốt hơn. Ví dụ lần này chẳng hạn thì là do cái cách mình nói chuyện này, lần này là do cái câu nói mình bị hớ này, lần này là mình không nắm rõ sản phẩm này, lần này là mình gọi sai giờ. Ví dụ mình gọi ngày xưa cũng có để ý đó, quất số giờ nào thì cứ phang giờ đấy, chả để ý nữa. Nên là sẽ thật sự cái này thì ngoài cái sự mà chúng ta học về chốt, học về đơn, học về tình thì nó phải cần có sự trải nghiệm. Đó điều chắc chắn luôn, mà trải nghiệm thì mình cảm giác là mọi người không tự trải nghiệm thôi, chứ còn không ai dạy cái sự trải nghiệm cả. Đó. Đúng rồi. Nó là như vậy. Dạ. Yeah. Em cũng giống như anh vậy đó. Tức là khi mà có nhiều khi mình gọi điện mà mình không để ý giờ giấc hay là như thế nào đó thì
sự từ chối thì chúng ta sẽ càng thành công. Nhưng mà Tất nhiên đừng đừng có cố gắng làm nhiều sự từ chối đúng không? rồi. Anh đó Rồi, là ok. Văn Thủy dạ. khen chị nói chuyện có duyên quá. Cảm ơn anh Văn Thùy. Văn Thùy là anh trai ạ à? Chắc là con trai ấy, Văn Thủy ấy, con trai ấy. Ok. Vậy là bước đầu tiên xử lý từ chối là chúng ta phải có một sự trải nghiệm và học liên tục đúng không em? Học những cái câu từ chối và học những cái lần mình thất bại, bởi vì anh thấy nhiều khi mọi người ví dụ như không hiểu sản phẩm này, hoặc là không không nắm được cái điểm sản phẩm rồi cũng cũng tạch. Rồi nhiều khi là do khách hàng nó do mình không hiểu khách hàng, tức là mình cũng nói như vậy nhưng mà cái người đấy thích còn người kia nó lại không thích. Đó. Rồi ok. Chúng ta nên tiếp tục về xử lý từ chối đúng không? Đúng rồi, nói về cái việc người này thích người kia không thích rồi mình cũng xem như thế thì ở một cái khía cạnh khác mình phải học về tâm lý của khách hàng. Cái này phải học chuyên sâu cơ mới nói được hết. Tâm lý của khách hàng có người này người kia, có người vui vẻ sợ lỡ thì mình thế này, có người muốn mình phải phục vụ nhanh nhẹ thì mình phải thế kia, hay là có người trầm tư, hay là có người người ta có thể nói từ việc trên trời dưới đất và mình phải lắng nghe, thì nói chung cái đó là mình phải học về tâm lý của khách hàng nữa. Em có Nên thể là là phân phân loại ra mấy dạng cơ bản được không? Kiểu như là cơ bản thôi, những cái dạng cơ bản. Kiểu như là cái loại thích dài lê thê, loại thích báo giá ngay, hay là cái loại thích tỉ tê, tỉ tà, tỉ tọt gì đấy. Đấy. Thì mọi người có thể là phân phân loại một chút về cái khách hàng đây. Vì anh thấy mọi người nhiều khi là bán hàng thì anh thấy cái bảng Excel á, của mọi người á, thì nó chỉ ghi thông tin là nào là họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Còn không có ghi là nó không nội có ghi cái nội dung kiểu như là về phân loại khách hàng á, ví dụ như là khó tính, dễ tính hay thích nói nhiều, yêu màu đỏ ghét màu hường thì không ai ghi cả luôn. Và lần lần sau thì mọi người thấy là ý nhá, khi mà mọi người chốt đơn như vậy á thì lần sau á mọi người hiểu là cái đứa nhân viên chốt thứ hai chưa chắc đã là cái đứa thứ nhất, và nó không biết được, ví dụ như cái bà ấy chẳng hạn, bà ấy rất là ghét màu hồng ấy, hoặc là bà ấy bị gì đấy, nên là mọi người phải có cái ghi chú và phân loại khách hàng trong cái file Excel rõ ràng, ít nhất là file Excel, là chưa nói phần mềm đúng không? Hậu chia sẻ mọi người ít một số cái loại mà kiểu như là phân phân loại khách hàng á, một số loại phân loại khách hàng cho mọi người. đây thì em thấy là có đến 10 khoảng tầm một cái danh sách có khoảng tầm mười mấy cái tính cách của khách hàng Ôi, mình mấy cái thôi, mấy cái cơ bản thôi. Nó có tầm khoảng 4 cái đi, em phân ra tầm một được 4 cái cho anh được không? ở đây thì em sẽ nói sơ về một số cái tính cách của khách hàng ha. Ví dụ như là em hay gặp những cái khách hàng gọi là muốn phục vụ một cách nhanh chóng, tức là họ cần phải nhanh gọn này, tức là họ họ rất là tập trung vào cái vấn đề của mình, đó là khách hàng mà gọi là nghiêm túc đấy. Nói chung là khách hàng nghiêm túc, kiểu nghiêm túc như anh vậy phải không? Đúng rồi, nghiêm túc nhưng mà phải phải nhanh gọn cơ. Thì Anh thích thường nhân viên là nhanh cái đi. khách hàng này, cái khách hàng này, mình chỉ cần là tư vấn đầy đủ nè ha. Nói chung là nói chuyện với họ một cách tình cảm dễ khoét rồi trên dưới thì họ sẽ cảm thấy là có thiện cảm với mình ngay thôi. Và cái việc mà mình cần phải làm đó là phải nhanh lên, tại vì khi mà người ta cần nhanh thì mình phải cần nhanh nhanh nhưng mà đầy đủ ý xúc tích và cho họ hiểu và đưa ra cho họ những cái ngôn ngữ hay là những cái từ mà mình có thể diễn tả với họ đó, là có thể là lấy được cái cảm xúc của họ thì họ sẽ có thể là chốt đơn của mình một cách rất là nhanh gọn. Thì những cái khách hàng này á, mình chỉ cần đưa ra đầy đủ những cái ý và có thể thuyết phục được họ thì tầm là 5 đến 10 phút mình đã có thể chốt được đơn rất là nhanh. Còn có những cái khách hàng á, vui vẻ sẽ lợi ha, người ta vui vẻ sẽ lợi thì cái việc của cái khách hàng này sẽ là khách hàng trung thành của mình cả đời, thực sự là như vậy. Tại vì người ta đã vui vẻ rồi, người ta sợ lỡ rồi thì mình chỉ việc là vui vẻ sợ lỡ lại, có thể tạo cho người ta những cái tiếng cười, hay là có thể kể cho những người ta câu chuyện vui, hay là giả sử, hay là giả định, hay là so sánh người ta với mình để mà đưa đến những điểm gần của mình với họ. Tại vì đưa càng được những cái điểm tương đồng của mình với họ thì sẽ càng gắn kết họ với mình được
lâu hơn và vui vẻ sửa lỗi thì mình tiếp việc vui vẻ sửa lỗi lại và tư vấn cho họ đầy đủ sản phẩm. Họ có thể cái cuộc gọi đối với những cái người vui vẻ sửa lỗi thì phải trong 15 phút ha. Nhưng họ sẽ là khách hàng trung thành của mình đó, mình chỉ việc vui vẻ sửa lỗi lại thôi. Còn có những cái khách hàng gọi là có thể nói chuyện với mình đó là chia sẻ từ cái việc là con của tôi bị ốm, chồng tôi gái cung ấy là tôi thế kia, hay là từ loại trời mưa đến nắng hay là cả luôn. Thì những cái khách hàng này là những cái khách hàng cần phải được chia sẻ, giống như kiểu là họ họ tìm đến mình, giống như kiểu mình là một cái gì đó để họ có thể chút hết tất cả những cái nỗi niềm của họ ra đó. Thì cái việc của mình đó là lắng nghe và chia sẻ với họ, có thể thôi, nhưng mà chỉ cần mình lắng nghe thôi là mình đã có thể bán hàng được cho họ. Nhưng mà đối với những cái khách hàng này thì có thể là đừng có đi xa quá. Mình phải là người nắm chủ động nhá, và mình nên quay lại cái vấn đề chính của mình là giúp họ cải thiện vấn đề da của họ hay như thế nào đó. Đừng có để họ kể xong chuyện một cái cuộc gọi nó có thể kéo dài 30 phút hoặc là một tiếng. Tuy nhiên thì để họ đi xa quá và hôm nay chị kể chuyện với em đến đây thôi nhá, ngày mai chị kể tiếp thì coi như là xong. Nói chung là khách hàng đó mình phải là nắm và đưa họ lại cái vấn đề để mà có thể chốt sale thành công. Đừng có để họ đi xa quá. Thật sự là những cái khách hàng mà mình chia sẻ với họ hay là họ tâm tư với mình như vậy á, thì là cái khách hàng sẽ giúp cho mình có thể chốt được đơn, và từ những cái khách hàng có thể tìm ra được những cái khách hàng trung thành khác như là bạn của họ rất là dễ. Chỉ cần chia sẻ tâm tình thôi và mình lắng nghe họ thôi thì mình sẽ chốt được đơn của họ nhé. Đó là một số ví dụ về khách hàng, tại vì có rất là nhiều luôn, mười mấy loại khách hàng luôn. Nên là nếu như mà được thì nó có từng cái bức hình, nó có từng cái bức hình. Và nếu mà được thì em sẽ gửi cho anh Cương, rồi anh Cương có gì anh Cương gửi cho mọi người cùng tham khảo. Rồi ok, anh sẽ gửi cho mọi người. Dạ, đó. Thì nó sẽ có từng bức hình, mọi người sẽ nhìn vào đó để hiểu được tâm trí của khách hàng, rồi có thể là nắm được tâm lý của họ. Và ngoài những cái bức hình đó, mình cần thêm một số kỹ năng để mà có thể tiếp cận họ, bên với họ để mà chúc xe thành công ha. Rồi nói tiếp về cái nghệ thuật xử lý từ chối ha. Còn chắc cái phần tăng cảm xúc thì chắc là mình để một cái chương trình hôm sau em nhá, bởi vì giờ nó cũng muộn rồi, thì để cho em còn nghỉ ngơi nữa. Thì em tâm sự cho mọi người cái phần xử lý từ chối đi. Ok, còn một chút xíu nữa mình sẽ nói xong, tại vì nói tóm lại đó, thì em thấy là luôn luôn sẽ có một cái tỷ lệ sự từ chối trên từng cái ngành hàng, và bản thân chúng ta cứ phải học quen với cái sự từ chối đó đi. Tại vì chúng ta sẽ có tỷ lệ nhất định và chúng ta phải làm quen, giống như kiểu là cái việc buông hàng cũng vậy, nó cũng sẽ có một cái tỷ lệ nhất định và chúng ta phải chấp nhận nó. Thì ở cái việc mà từ chối này chúng ta cũng nên chấp nhận nó, và ở mỗi cái sự từ chối thì sẽ có giá trị đối với từng cái việc kinh doanh của chúng ta. Nên là việc của các bạn là phải giữ vững tinh thần ha. Và nói chung là bán hàng là phục vụ, cứ phải là giữ vững cái tâm thế được phục vụ cho khách hàng thì sẽ có một cái tình cảm nhất định đối với khách hàng. Dù cho khách hàng có từ chối chúng ta cũng không nên buồn phiền hay là không được lựa chọn hay là nhá, nhớ là như vậy. Và hãy xử lý từ chối bằng cách, nói chung là em thấy là mọi cái quy trình sale đó thì nó đều xử lý bằng những cái vấn đề bằng những cái cách như là đặt câu hỏi thôi. Tất cả mọi cái vấn đề trên cái quy trình sale này đều là xử lý bằng cách đặt câu hỏi. Hãy luôn đặt câu hỏi để giữ cái quyền chủ động nhé. Tại vì chúng ta sale thì chúng ta phải nên chủ động dẫn dắt khách hàng đi sâu trong một cái đường tròn, thì chúng ta phải dẫn khách hàng đi đến cái đường tròn mà chúng ta đã định đặt, chúng ta sẽ đạt được. Ví dụ như là khách hàng từ chối thì thường từ chối do là giá, đúng không? Giá hay chất lượng sản phẩm, thì chúng ta sẽ quay lại
giá quá đắt. Chúng ta sẽ hỏi là đắt so với cái gì? Chứ so với cái gì? So với cái sản phẩm trước mà người ta sử dụng, cái dịch vụ mà người ta sử dụng thì nó có đắt không? Thì người ta sẽ tự so sánh được thôi. Ví dụ như ở khách hàng của em mà sử dụng nám thì họ sẽ những cái laser hay là những cái biện pháp khác thì nó sẽ cải thiện được cái vấn đề da của họ. Mình sẽ so sánh giữa cái sản phẩm của mình có cam kết này cam kết kia, nhưng mà giữa cái sản phẩm trước họ sử dụng như thế nào, có cải thiện không, thì liệu là cái sản phẩm của chúng ta có đắt không? Đâu có đắt, đúng không? Ví dụ như họ sử dụng một cái sản phẩm 5 triệu, 10 triệu rồi, và bây giờ cái sản phẩm của mình chỉ có 2 triệu 2 thôi, thì so với những cái sản phẩm khác thì nó đâu có đắt. Hoặc là chúng ta sẽ đưa ra những cái câu hỏi như là ngân sách của anh chị là bao nhiêu, rồi em sẽ giúp cho anh chị chọn cái sản phẩm phù hợp với cái túi tiền của anh chị đang có. Hoặc là có những cái bạn sale rất là bá đạo thì có những cái khách hàng là chị chưa có lương, chị chưa có lương, khi nào chị có lương? Khi nào chị có lương, đúng không? Cuối tháng thường thì lương của mình đó là hay có vào vào đầu tháng, đúng không? Đầu tháng đúng không anh, mà là ngày 15 đúng không? Thì khi mà chị có lương đầu tháng đúng không, chị cho em địa chỉ đi rồi em sẽ gửi hàng cho mình vào đầu tháng, chị sẽ nhận được đó. Thì Không người thoát ta được sẽ đúng không? người ta sẽ không cần sự từ chối nào cả đó. Khi mà người ta nói về giá, về lương thì mình sẽ canh cái ngày để mà mình gửi hàng cho người ta thôi. Hay là để chờ ngày lương hay gọi lại. Sao anh Cương? Ở đây anh thấy có một cái ngày xưa anh không nhớ anh nghe ở đâu, đó là cái xử lý mà đắt á, xử lý đắt, tức là nó có cái nghệ thuật gọi là cái gì, chia nhỏ cái giá sản phẩm ra. Thế ví dụ nó nói là 2 triệu, nhưng mà tìm lại phân tích ngược trở lại 2 triệu, nhưng mà bây giờ chị dùng nó bao nhiêu lâu thì thành ra lại nó lại mỗi ngày thành ra là ít tiền thôi, thì nó tự Đúng nhiên rồi. là cái giảm giá trị nó xuống. Hoặc là ví dụ như là 2 triệu chẳng hạn, nhưng mà ví dụ bây giờ chị mua một một cái thỏi kem của em đi, thì là ví dụ như là cùng một chức năng tương tự chị phải mua 3 4 loại kem khác nhau, thì chị phải dùng một cái của em thôi, thì chị phải bôi một lần mà tác dụng thì nhiều, mà tính ra là chị lại rẻ. Tức là mọi người phải phân tích được cái giá trị của khách hàng đấy. Hoặc là nhiều khi thì cùng được, mọi người cũng có thể nói là ok em đắt, nhưng mà tại sao mà em đắt, tức là lại giải thích cái chuyện là tại sao đắt đấy. Sau rồi nữa lại 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 dọa rẻ thì nó như thế này như thế nọ, cứ tiền nào của nấy. Cái này nó mình như anh có một cái kinh nghiệm thực tế nhá. Bây giờ anh thì anh bán hàng Trung Quốc thôi, vậy là khách hàng bọn kia nó bán vào tầm tầm khoảng là tầm nó bán tầm khoảng 350, anh bán tận 600 lận. Khách hàng hỏi ê tao tại sao tao thấy nó hàng của mày như hàng kia mà nó lại mày bán đắt vậy, thì bảo là ấy chị, hàng nó có nhiều loại hàng lắm, chị không thể phân biệt như vậy được, em của em là hàng loại một. Thì khách hỏi lại làm sao mà tao biết hàng loại một được, thì bây giờ chị cứ nhận hàng đi, chị mở ra mà chị kiểm tra không phải hàng loại một chị cứ không lấy. Nó thật chết, thì nếu mà đến cái bây giờ họ nhận chẳng hạn, họ khi họ mở ra chẳng hạn, họ có thể là thấy ơi tại sao mà hai cái như nhau mà tại sao mày bảo loại một ấy, bên trong nó khác chị ơi, bọn em bảo hành nó khác mà bên trong nó cũng khác, thời gian dùng nó khác, tức là mình sẽ có cái cách để mình xử lý cái chuyện đó. Thì bên anh thì hay làm theo kiểu như vậy, tức là phân tích cho họ thấy, nhiều khi là Đúng dọa họ sợ luôn, để mà họ mua sản phẩm đắt hơn, họ bỏ cái sản phẩm rẻ, họ sợ cái sản phẩm rẻ. không? Em cũng thấy nhiều người có thể bán như vậy, có những người người ta bán ví dụ như giá trị thực cái sản phẩm đó chỉ khoảng tầm 100.000, nhưng mà người ta bán đến 800, nhưng mà người ta vẫn bán được. Sở dĩ lý do vì sao? Bởi vì cái cách sale của họ thôi đó, tại em cũng thấy một cái sự thực nó như vậy. Nên là chúng ta bán hàng không không bởi vì là nó đắt hay là rẻ hay là đối thủ của chúng ta như thế nào, mà do cách nói chuyện của chúng ta và do cách tư vấn của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta nên chọn một cái sản phẩm nó uy tín, nó chất lượng ha. Đó thì chúng ta không có sợ vấn đề gì cả ha. Thì hiện tại thì trên thị trường
sản phẩm người ta ví dụ như hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng rất là nhiều tại thị trường Việt Nam, mà thuốc cũng có thuốc giả, thuốc nhái, nên là chúng ta không thể biết được đó là sản phẩm nào là sản phẩm chất lượng hay thực sự. Chúng ta chỉ cần chứng minh cho họ thấy đó là sản phẩm chất lượng thực sự, và giấy phép kinh doanh đủ các thứ chúng ta phải đầy đủ các thứ là chúng ta yên tâm để chúng ta bán được rồi. Ít nhất là mua vài cái giải thưởng. Giải thưởng có thể mua á anh. Nói giờ đùa thôi, nhưng mà mình thấy đắt hay rẻ là mọi người phải phải kiểu như là phải phân tích được là cái giá trị của cái sản phẩm mang lại cho họ á. Ở đây là nhiều khi mọi người chỉ phân tích đến cái giá trị là lý tính thôi, nhưng mà chúng ta phải phân tích ra gọi là cái cảm tính, tức là những cái gì họ nhận được á. Ví dụ bây giờ chẳng hạn là bây giờ em đẹp hơn, em có cơ hội thăng tiến hơn, em kiếm hàng tiền triệu hơn nữa, hoặc bây giờ em dùng hàng rẻ đi, mặt em rổ lên, em phải đi điều trị hết hàng triệu đồng, có phải khổ không, nhục không? Người Việt Nam ở hiện tại người ta cũng rất là sợ sử dụng những cái hàng phẩm, sản phẩm nhái, kém chất lượng hay gì đó rồi. Thì cái việc mà họ người ta tìm hiểu về cái sản phẩm rất là kỹ, nên là chỉ cần mình đưa đầy đủ những cái thông tin cho họ tìm hiểu thì họ sẽ mua của mình thôi. Bởi vì bây giờ anh thấy là nhiều đơn vị nó lừa, đâm ra là mình dọa khách hàng nó không dễ hơn. Nên là nó sẽ gây ảnh hưởng đến anh em ta, bởi vì vậy nên là chúng ta cần phải là chia sẻ về cái sale thật là kỹ để mà chúng ta chuẩn bị được những cái kinh nghiệm sale hay là những cái kiến thức để chúng ta có thể chia sẻ với khách hàng đầy đủ, thì khách hàng sẽ tin tưởng chúng ta và mua của chúng ta thôi. Nên là ở đây thì mọi người muốn làm sale hay làm quảng cáo hay bán hàng á, cái cốt lõi vẫn là phải sản phẩm tốt. Đúng rồi. Thật sự là như vậy. Đấy, ví dụ một cô gái nó đẹp 70-80% rồi thì chúng ta vôi ve 20% lên thì nó ok đúng không? Bây giờ mà nó xấu toàn tập tầm khoảng 10% mà test 80% phấn thì về khách hàng nó cũng tát chết rồi. Nên là mọi người mà nếu mà muốn kinh doanh mỹ phẩm chẳng hạn thì mọi người có thể kết bạn với Mai Hậu. Sản phẩm bên Mai Hậu thì nó có nguồn gốc đàng hoàng, không phải mua giải thưởng này nọ đâu. Ở đây thì mọi người có thể tìm Mai Hậu theo cái Facebook là Mai Hậu đúng không em? Đúng rồi, Mai Hậu anh. Ok, và ở trong cái mô tả của cái video trong chương trình hôm nay á, thì chúng ta sẽ có cái đường link của cái của Mai Hậu để mọi người có thể kết nối với Mai Hậu nhiều hơn. Thì nếu mà ai đang có ý định là kinh doanh mà chưa tìm một sản phẩm, hoặc là mọi người kinh doanh mỹ phẩm mà đang làm một cái sản phẩm nó trôi nổi chẳng hạn, thì mình thấy rất là mệt, bởi vì là bán sau này mới là nhục cơ. Cái trò nó xử lý comment rất là mệt. Xử lý cái phía sau á là mệt. Ok. Cái gì đây? Sản phẩm chất lượng gì đây ta? Chị Mai Hậu xinh đẹp. Chị có người yêu chưa? Trời ơi. Chị có chồng rồi. Thông báo là chị Mai Hậu chưa có người yêu, mới có chồng thôi. Có chồng bầu 4 tháng rồi. Nói chung là vì là thứ nhất là Mai Hậu đẹp, thứ hai là Mai Hậu đang kinh doanh mỹ phẩm rất là tốt, nên mọi người thấy mỹ phẩm đó, Mai Hậu rất là xinh. Hôm nay sao like bằng cái này không có cái app nào hết nên là nhìn trời kịp quá. Hình ảnh thực tế đúng không? Anh Cương là chơi xấu. Rồi ok, cái xử lý xử lý ấy thì mình còn phần nào không em nhỉ? Dạ, xử lý từ chối thì chúng ta sẽ đưa ra những cái câu hỏi để hỏi về khách hàng thôi. Đấy, tức là chủ yếu là hỏi được đúng không? Dạ, và chúng ta có thể so sánh giữa sản phẩm mình với sản phẩm của cái khác. Rồi giống như anh nói thì chúng ta có thể cái thời gian lại hơn. Ví dụ như là cái sản phẩm này thì được sử dụng, ví dụ như là tư vấn cho người ta 4 tháng chẳng hạn ha. Thì mình sẽ rút ngắn lại 2 tháng thì cải thiện được 50% rồi, thì người ta sẽ thấy cái khoảng thời gian nó ngắn hơn và cái tỷ lệ mà cải thiện nó sẽ được 50%, người ta cũng thấy khá là lớn rồi. Hoặc là xe ra ví dụ như tiền của mỗi ngày sử dụng là bao nhiêu, nó rất là rẻ, nó không đáng là bao nhiêu, mình có thể so sánh những cái vấn đề như vậy. Đó là về giá. Còn chất lượng sản phẩm thì nói chung là về cái chất lượng thì người ta sẽ tin về là chất lượng, người ta tin tưởng vào cái người tư vấn đấy. Do cái giọng điệu này, do cái tình cảm cảm xúc của mình tư vấn
trong cái telesale thì một bạn cần phải có cái kỹ năng đó là có thể nói chuyện được với khách hàng và nói tóm lại lấy được cái cảm xúc của khách hàng thì bạn sẽ có là tốt để mà sale. Hoàng em bảo là em mua phấn của bên chị Á này này. À, mua phấn hả? À, Hoàng em cũng là học viên xinh đẹp. À vậy hả? Anh em không biết là xài có thế nào đẹp không? Em thì em rất là thích xài cái phần đấy. Nó vừa chống nắng được mà vừa rất là tốt. Ở đây thì mọi người sẽ có một câu hỏi là nếu mà muốn kinh doanh mỹ phẩm thì như anh hay nhận được câu hỏi là em không đẹp mà muốn kinh doanh mỹ phẩm thì phải làm sao anh? Nói tóm lại á, là những cái người mà kinh doanh mỹ phẩm á, thì trước đây Mai Hậu cũng cũng da cũng rất là xấu luôn, nhưng mà từ khi vào mỹ phẩm thì da bắt đầu đẹp lên. Nên là em nghĩ là những cái người mà bắt đầu từ khi mà da không đẹp đến kể cả nhân viên của em luôn, là những cái mà da vào mụn được các kiểu thì em vẫn nhận vào, và từ những cái bé đó em cho người ta những cái bé đó trải nghiệm sản phẩm à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi luôn, và họ tư vấn cho khách hàng rất là tốt từ đấy, cái đấy. Kinh nghiệm của nên rồi. Là xấu hay đẹp không quan trọng, quan trọng là thần thái rồi, quan trọng là cái tinh thần rồi là cái gọi là làm việc như thế nào cho nó hiệu quả thôi. Ok, cái đó mình cũng nói luôn, đó là mọi người phải trải nghiệm sản phẩm nhá. Nhiều khi mọi người cho mình, nên là mọi người để ý là mọi người sale bao giờ cũng tốt hơn nhân viên, bởi vì thứ nhất là mọi người có trải nghiệm sản phẩm tốt hơn, thứ hai mọi người có trải nghiệm cuộc sống cũng tốt hơn, nên bắt buộc mọi người phải cho ít nhất là phải trải nghiệm được cái sản phẩm. Còn nếu như ai mà xấu chẳng hạn mà muốn kinh doanh mỹ phẩm chẳng hạn thì có thể mời mình về làm gương mặt đại diện đấy, mình test sản phẩm là lại tìm kêu mình lên đấy. Còn nếu không, còn mà muốn bán mỹ phẩm hay là kinh doanh sale hay là xây dựng đại lý, mọi người liên hệ Mai Hậu. Có nghiêm gì đấy. Từ khách hàng thấy con xấu này nó xài còn được thì khách hàng cũng mua. Ok, tuần rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Khách hàng sẽ thấy là tại vì thực sự ấy là khi mà nhân viên của mình người ta được trải nghiệm sản phẩm thì đó cũng là một cái cách bán hàng rồi. Nó sẽ cảm thấy là nó bán cho người thân nè, hay là nó bán cho người quen nó, thì doanh số của mình nó cũng đã tăng lên rồi. Thật ra là cái việc mà cho nhân viên trải nghiệm sản phẩm để giúp họ cải thiện vấn đề đối với Mai Hậu thì nhân viên nào vào công ty em cũng cho trải nghiệm bằng cách là cho mua trả góp sản phẩm. Hoặc mua là trả góp đúng không? Cho mua sản phẩm cho nợ và trừ lương. Ông cái này anh thấy cũng cũng đúng, tức là anh thấy bản chất nhá, mà họ 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 không có hứng thú với sản phẩm á, họ có nói kiểu gì thì khách hàng vẫn cảm nhận ra được. Nhiều khi là cảm nhận ấy, chứ là không không phải là cái chuyện mình nói đâu, mà họ cảm nhận được là à, con này nó có một cái gì đó đấy. Đây, thực sự là nói chuyện qua điện thoại là khách hàng có thể cảm nhận giọng điệu và có thể cảm nhận được người ở bên kia như thế nào đấy, chứ không phải là nói chuyện là người ta không biết gì đâu. Sao toàn người dục mình lấy vợ vậy đấy. Nói chuyện với lại giống như nói chuyện với anh Cương bây giờ vậy. Không, vẫn cảm nhận được không? Chúng ta nghe giọng nói hay là nghe rất, họ vẫn giống như chúng ta là người mua hàng thôi. Khi mà một người đó tư vấn thì chúng ta vẫn cảm nhận được, cho dù là họ cùng một kịch bản. Nên là mọi người để ý nhé, cùng một cái kịch bản sale cho cùng rất là nhiều nhân viên, cùng một cái chương trình đào tạo, nhưng mà không phải đứa nào cũng chốt như đứa nào, có đứa chốt rất là tốt, rất là ok. Ok, cái chương trình của mình thì cái phần kia thì bây giờ nó cũng muộn rồi, chúng ta sẽ chốt tại đây nhỉ, Mai Hậu nhỉ? Dạ. Em có muốn nói lời gì với mọi người không? Hôm nay rất là vui khi mà được nói chuyện với mọi người, cũng cảm ơn anh Cương đã có thể là kênh nói chuyện với mọi người như vậy ha. Mọi người có thể share thành công và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những cái buổi gặp sau, hoặc là có những người đăng ký thì có thể đăng ký để tôi đi học đấy, đúng không anh Cương? Ok. Ở đây thì nhắc lại một lần nữa mọi người nhé, hiện tại thì Hậu cho mọi người lại cái tên công ty và cái dòng sản phẩm của em á, và có những cái chương trình chính sách gì hỗ trợ cho mọi người có thể là bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm chẳng hạn, thì em có thể nói cho mọi người luôn á, bởi vì là
nó em tức là trong cái livestream này thì những người xem là những người còn sau đó nữa để họ có thể biết được á. Đó, hoặc là em có thể comment một cái số nào để liên hệ hoặc cái đường link em comment ở trong cái đấy thì nốt lên. Ok. Minh Toàn hu hu gì ấy, khóc à, Mai Hậu có bầu 4 tháng khóc à. Cái Facebook của em á là Mai Hậu ha. Số điện thoại là 0942, số điện thoại luôn đây, Được không được chín được, để anh đánh số điện không thoại lên cho. chín không chín 2 4 8 2 2 3 3. Cái số không này là Zalo luôn ha, không 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 chín bao để nhiêu mọi em, người 0942 42 bốn rồi, tám 48 2 2 3 3. 2233 đúng không? Hay thì cũng là 2 2 3 3. Mai Hậu này Zalo luôn này đúng không? Rồi anh hiển thị lên nha. Ok, đúng số Dạ đúng rồi, không? không Ok chín bốn hai bốn rồi, tám hai hai ba đó ba. là phần liên hệ. Bây giờ Mai Hậu có thể giúp được cái gì cho mọi người trong con đường kinh doanh mỹ phẩm nào, cho những cái bạn mới hoặc là những người đang kinh doanh mỹ phẩm nó mới chưa tìm sản phẩm phù hợp chẳng hạn? Kinh doanh từ trước trước đến nay thì em cũng kinh doanh khá là nhiều dòng mỹ phẩm và không có dòng nào mà em thích bằng cái dòng Corena tại Việt Nam này, bởi vì Vifarm thì công ty em rất là cảm ơn những cái anh ở đó, tại vì ảnh làm truyền thông khá là tốt, truyền thông nè và báo chí nè, nói chung là giấy phép kinh doanh tất cả mọi thứ ảnh đều lo rất là tốt rồi, cái việc của mình là bán hàng thôi. Và đặc biệt là hiện tại ví dụ như em kinh doanh thì giống như các anh chị kinh doanh thì phải nhập hàng đúng không, nhập hàng nhưng mà em thì chỉ cần là cọc một số tiền thôi, giống như là hồi trước em chỉ có 10 triệu thì em cọc vào đó 10 triệu và sau đó em bán hàng thì chỉ cần nhập đơn hàng qua công ty, qua một cái phần mềm của công ty và bán hàng thì không cần phải gói hàng, không cần phải làm bất kỳ cái gì cả, rất là khỏe. Nhiệm vụ của em chỉ bán hàng, sale bán hàng thôi, và đơn hàng thì công ty lo, giao hàng tiết kiệm công ty lo, tất cả mọi thứ công ty lo hết, hàng hóa công ty lo hết luôn, là không phải làm cái gì hết, rất là nhàn, có thể có rất là nhiều thời gian để bên cạnh gia đình hay bạn bè, tại vì xưa mà kinh doanh thì phải tự gói hàng, tự làm tất cả thứ rất là khổ. Việt Nam thì nó sẽ lo hết những cái vấn đề đó. Còn nói chung là những cái đại lý thì sẽ được train, được hỗ trợ về kỹ năng sale, làm sao để bán được hàng để cho họ có lợi nhuận từ cái tháng đầu tiên luôn đấy, tức là không phải thua lỗ hay là những cái vấn đề gì trong vòng khoảng một ngày sau khi họ học sale xong, họ kinh doanh, họ đã có khả năng kiếm được, sẽ không bị lỗ ở ngay tháng đầu tiên luôn đó. Để giống như là mô hình Mai Hậu và Việt Nam đang giúp đỡ cho người, thì nói hiện tại mọi người hay nói Mai Hậu ở cái thời điểm hiện tại đó là chỉ có giúp mọi người kiếm tiền thôi chứ giúp mọi người kiếm tiền càng nhiều càng tốt thôi chứ không để mọi người phải tốn tiền đó. Quá Và siêu đúng không? nói tóm lại là tại Việt Nam phát triển rất là mạnh, bởi vì là Việt Nam không có mọi người phải tự gửi đơn hàng hay là làm bất kỳ cái gì, mà Việt Nam giống như là một cái kho, và Mai Hậu rất là thích cách kinh doanh của Việt Nam như thế đó. Hiện tại có khá nhiều đại lý làm rất là thành công, và nói tóm lại là hồi từ khi mà gia nhập Việt Nam đến giờ là khoảng tầm gần 2 năm đó, thì Việt Nam phát triển rất là nhanh, và gọi là gia nhập vào Mỹ phẩm Corena thì khá là chất lượng, tại vì nó là top đầu của Hàn Quốc mà. Nó là sản phẩm top đầu của Hàn Quốc và nó cải thiện cái vấn đề của khách hàng rất là tốt luôn, nên là rất là an tâm, và kể từ khi bán hàng của Việt Ủa? Nam thì không bị stress nhiều, không Không bị phải stress lo đúng nhiều, không? Không phải lo họ không lắng. phải lo, ngủ rất là ngon. Tại có nhiều người người ta bán hàng xong người ta ngủ ngủ không được ngon nhưng mà Việt Nam thì bán hàng mà ngủ rất là ngon Nói đó, chung hỗ trợ là rất là từ Việt việc Nam của đã mọi người thứ nhất là phải đẹp, thứ hai là phải biết bán hàng như Mai Hậu, còn tất cả là có công ty lo rồi. Ok. nó đóng. Em thấy là từ những người không biết bán gì luôn, từ những người không
không biết kinh doanh gì, giống như em không biết kinh doanh cái gì hết từ nhỏ đến lớn, nói chung là ở trong vòng tay của ba mẹ đấy. Nhưng mà lớn lên và tự nhiên học đến với Việt Nam thì làm rất là tốt, và mọi người ở trong nhà thì gọi em là chó cảnh tại vì là thấy rất là sướng, và làm thì nói chung là không không chưa có bị vấp ngã. Không có bị vấp ngã, nên là nói tóm lại là các anh đã dẫn đường cho mình đi một cái con đường rất là tốt ha. Thì em cảm thấy rất là vui bởi vì được vào Việt Nam đó Ok. nên những cái anh chị mà có ý định về kinh doanh mỹ phẩm á, hay là những cái vấn đề gì đó Mai Hậu có thể giúp được thì có thể hỏi, Mai Hậu sẽ chia sẻ ha. Nói chung nhưng mà tối nay thì em cứ tắt điện thoại chắc ăn mấy cái thằng mà cái này bảo em có chồng có thai 4 tháng khả năng là cay cú tối nay nháy máy. Ok, còn những ai mà muốn kinh doanh mỹ phẩm thực sự thì chúng ta hãy gọi điện cho Mai Hậu hoặc là Zalo mọi người nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay cái số thử để xem thử là tất nhiên là bên bên mình á, thì mình sẽ có một cái phần đó là mình sẽ tư vấn tối ưu quảng cáo Facebook rồi. Còn Mai Hậu có phần quà gì cho bạn nào may mắn không? Phần quà thì giống như em chia sẻ với anh đó, tức là các bạn mà may mắn thì có thể nhận được những clip video đào tạo của em đã làm, để các bạn có thể trau dồi cái kỹ năng của các bạn sale hơn. Rồi, ok, vậy thì mình bây giờ mình quay số nhá. Mọi người làm chứng là ai sẽ được nhá. Chúng ta sẽ quay số ngẫu nhiên này. Bùm treo. Bùm bùm bùm. Không không. Quay lại lần nữa xem nào. Không có ai, chắc là không không, anh nghĩ là không có ai đánh cho không không cả. Vẫn là không không. Chẳng có ai sẽ đánh không không cả. Đúng không? Chẳng có ai đánh không không đúng không? Thôi bây giờ anh sẽ quay thôi bây giờ Mai Hậu em có thể chọn một con số không? Số em thích 79 79 à? Ok, mình thống nhất là Mai Hậu đã chọn cái số là 79 nhá. Thì mình sẽ tìm ai đã comment cái số 79. Rồi. Mình sẽ comment cái số nội dung bình luận là 79. ta. Lọc. Rồi ok. Anh sẽ kiểm tra sau vậy. Ok. Bây giờ là số 79 đúng không? Ngày mai anh sẽ thống kê. Không à. Anh sẽ thống kê nhá. Thống kê là ai là trúng số 79 nhá. Ok mọi người, chúng ta chào nhau cái nhỉ. Chào mọi người nhá. Anh cảm ơn Mai Hậu rất là nhiều về cái buổi chia sẻ rất là tuyệt hôm nay. Chân thực luôn, và Mai Hậu kể chuyện Mai Hậu đã muốn khóc vì cái nhớ lại câu chuyện ngày xưa của mình. Ôi giời ơi, giờ mọi người comment 79 79. Ok, mọi người cứ yên tâm là phần mềm nó sẽ biết được mọi người comment vào giờ phút nào, được chưa? Rồi ok. Chào mọi người nhé, chương trình thì hôm nay đến đây là kết thúc. Thì qua tuần sau á thì chúng ta có một cái chương trình nữa là sale fanpage bán hàng không cần chạy quảng cáo do anh Đỗ Ngọc Hân sẽ làm khách mời. Ok. Chào Mai Hậu nhá, chào tất cả mọi người. Bye mọi người. Chào, chúc mọi người ngủ ngon. Chúc mọi người Chúc ngủ mọi người ngon. ngủ ngon. Bye mọi người.